Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mời toàn thể đại chúng chúng ta ngồi xuống. Bữa nay nữa là chúng ta còn có như 9 ngày nữa chúng ta lễ viếng Quan Âm mà quý vị. Chắc bây giờ cũng rất nhiều trưởng đoàn cũng chuẩn bị ha. Chuẩn bị lắm. Chúng ta nên nhiệt tình chung tay với nhau. Trong lúc chúng ta đang rất tiện lợi để hướng dẫn người tu niệm Phật. Một người dẫn được một người đó là phước duyên thù thắng. Một người dẫn được nhiều người là duyên phước thù thắng. Cứ nhiệt tình hết lòng. Còn mình không dẫn được ai đi thì mình đi một mình. Mình cũng hết lòng hết dạ rồi mà. Giờ không ai đi thì thôi. Mình đi. Giống như giờ mình tu mình niệm Phật mà không ai niệm mình cũng phải niệm. Mà ngộ nha, mình đi tu mình niệm Phật lễ Phật viết rồi lễ viết Quan Âm mình đi lại viết rồi, còn mình vui vẻ an lạc, người ta nhìn mình tự nhiên người ta đi theo. Nên chân thật phát tâm lễ viết Quan Âm đợt này chắc cũng rất đông, và những đức cũng chuẩn bị rất nhiều phần quà ý nghĩa để gửi đến quý vị. Nên mỗi một người dẫn đi tu nói chứ mỗi lần mà ông thầy có tặng quà, mình làm trưởng đoàn dẫn đi tu cũng dễ nói đi. Dễ nói á, không phải vì cái món quà gì đâu, nhưng mà cái lọc của chùa người ta thích. Mình rủ đi mình nói chuyến này ông thầy ông tặng cái máy niệm Phật đặc biệt lắm nghe, nói đẹp lắm đó. Nên phát động chương trình những cái lễ hội, những đức từ hôm nay sẽ đặt tượng Phật rất là nhiều. Tại vì trong tâm những đức muốn từng nhà có ngôi tam bảo. Từng nhà có ngôi tam bảo. Nhớ quý vị sắp xếp làm sao mà thí dụ như ngày 17 buổi tối đồ này kia, hay là trễ gì cũng 9-10 giờ chúng ta có ở chùa đi. Nghe không? Nhớ. Để sáng 18 là khoảng 3 giờ chúng ta sẽ vào cái pháp hội buổi sáng, chúng ta khóa tu như lễ Vía Di Đà nghe, đông vậy đó. Hôm nay ngày 8 tháng 2 2024 cũng là ngày cộng tu chủ nhật quý vị. Chúng ta hôm nay sẽ có buổi học tập, đó là phương pháp chuyển hóa kiếp nạn nhân sinh hay Di Đà Phật. Thì vị thấy rồi đó, cuộc sống con người chúng ta càng ngày càng khổ. Khổ về rất nhiều phương diện. Nhiều phương diện cái khổ đến nhiều lắm. Mà mình thấy cái người biết tu biết niệm Phật của chúng ta, dù cỡ nào thấy mình cũng phơ phớ cái gì à. Đúng không? Thấy vui, thấy an lạc, thấy có nhiều nụ cười, không đến nỗi chúng ta đi vào con đường bế tắc. Đúng không? Nên từ nơi đó mà chúng ta muốn đem phương pháp tu, chúng ta muốn hướng dẫn nhiều người, chúng ta muốn đem cái sự an lạc của chính mình để gỡ đến nhiều người. Nên những cái đề học tập này nó cũng làm cho người nhìn qua cũng muốn coi. Thì giống như phương pháp chuyển hóa kiếp nạn nhân sinh. Con người có nhiều kiếp nạn, thấy không? Đó. Nên mình mở rộng cái vòng tay mình ra.
mình rất đủ duyên, mình làm được những việc mà giúp đỡ cho người ta cởi mở tâm tư, cởi mở những cái khổ tâm nặng nề, buồn phiền, hay bị bỏ rơi, hay bị giật của, hay bị chồng bỏ, vợ bỏ, mà người ta có thể cởi mở được tâm tư, người ta nhẹ nhàng. Nếu mà nhiều người mà biết tu, biết niệm Phật, biết ăn chay, biết phóng sanh, biết bố thí cúng dường, thì cái kiếp nạn nhân sinh này sẽ hoàn toàn giảm. Hoàn toàn giảm. Cái đoàn ở Phú Yên họ gặp những đức, họ nói một câu vậy nè: thầy ơi, cái vùng ở Phú Yên con á, là ở trên núi, ở dưới thấp, năm nào cũng vậy thầy, một hai lần là bão, mưa, ở trên nó tuôn xuống, nó tràn nhà, nó trôi đi, nó heo gà bị trôi sạch nhất hết, khổ lắm thầy ơi. Nhưng mà từ khi mà biết chùa mình ở đây đó, là cái đoàn Phú Yên á, đến rất là đông, mỗi lần lễ viết Quan Âm, bây giờ họ đi mấy trăm người, Phú Yên vô mấy trăm người, mấy trăm người quý vị ơi. Nên á, những người trưởng đoàn đó nên chân thật phát tâm để dẫn người đi tu. Thì họ nói rằng là đi đến đây họ thỉnh tượng Phật, máy niệm Phật có khi được tặng, họ đặt máy niệm Phật, họ đem về, đặt đèn bông sen đem về. Thì gia đình đó nhiều người biết niệm Phật, lễ Phật tại gia đình luôn. Họ nói hồi đó họ đi đến chùa, họ chỉ tu theo mùa thôi, họ không có áp dụng được tại gia đình. Nhưng mà từ khi đi đến chùa mình là mình hướng dẫn, là họ nói là gia đình họ giống như một ngôi chùa nhỏ, giống như ngôi chùa nhỏ vậy đó. Rồi họ được niệm Phật, lễ Phật, và mỗi ngày họ nghe những đức giảng. Vậy mà trong gia đình họ chuyển hóa từ từ, rồi phát tâm ăn chay trường từ từ, rồi biết niệm Phật, rồi gia đình từ từ, rồi chồng hồi đó không chịu lễ Phật, bây giờ lễ Phật theo. Nó nhiều cái nó rất là đặc biệt. Họ nói rằng là cái sớm đó bây giờ mỗi năm á, nó cũng có mưa tràn xuống mà nó không có nặng như hồi xưa. Chuyển hóa đó quý vị, nó không có nặng như ngày xưa nữa. Nhưng Đức nói với quý vị nghe là quý vị ở thí dụ như thành phố đồ Đồng Nai khu vực này nghe, mà mấy điểm chùa niệm Phật này quý vị cũng được nhờ đó. Cái sức lan tỏa của nó xa lắm đó quý vị, sức lan tỏa rất là xa. Mà những cái điểm chùa tịnh độ ở khu vực này mà Hòa Thượng mình xây ra đó nghe, toàn là những ngôi chùa tu tịnh độ, chùa lớn, mà số lượng người ở tu quá đông. Vì coi bây giờ mỗi tuần thứ bảy chủ nhật, con nít bây giờ cũng có một thời khóa tu niệm Phật. Thì vì coi bây giờ cái lượng người mà người ta đông như vậy, người ta về để người ta nghe Pháp, ta niệm Phật. Rồi chùa mình một ngày tu 4 thờ, mà 3-4 điểm chùa bây giờ ở đây như vậy, mà nhân viên sắp sửa coi chừng là xây đạo tràng thứ 4. Mà Hòa Thượng nói rằng là kỳ này xây chánh điện sẽ to hơn chánh điện ở đạo tràng 3. Thật sự mà nói, lúc trước Hòa Thượng mình cũng không ngờ rằng, ví dụ như những đức qua Đại Tùng Lâm, thì Đại Tùng Lâm vậy là cũng dữ lắm rồi, không ngờ rằng là xây cái đạo tràng 3 là đông như vậy. Hòa Thượng nghĩ rằng là chừng 200-300 người là dữ lắm đi. Nhưng mà không ngờ bây giờ cái đạo tràng 3 nó lên tới 750 người mỗi ngày niệm Phật, đông hơn bên hộ Pháp mình. Bên hộ Pháp mình nhà cửa cơ sở hạ tầng nó không có cao ráo như ở bên đầu tràng 3 đó. Nên từ nơi đó mà cái số lượng người ở bên đầu tràng 3 giờ quá đông. Hòa Thượng ngày nói không ngờ cái pháp môn niệm Phật này nó quá thù thắng, quá thù thắng. Cái bữa Nhân Đức qua bên kia ngồi với Hòa Thượng, Hòa Thượng nói kìa ông coi, ông nhìn sách vở kinh giáo của tôi, ông có thấy quá nhiều không? Tôi đã nghiên cứu qua và đọc qua hết. Hòa Thượng là người đọc sách tỉ mỉ lắm, sách vở đọc nghĩa là quá giỏi đọc sách, thấy không? Còn mình những đức thì quá dở đọc sách. Hai bên nó đắp lại ngộ ghê, thấy không? Thì Hòa Thượng nói rằng là tôi đã nghiên cứu qua hết rồi. Và Hòa Thượng nói một câu rằng nếu như mà thời Đức Phật còn tại thế, ngài mà không khai thị cái pháp mà niệm Phật này thì chúng sanh trong thời mạt pháp này cứ như tiêu hết rồi. Hòa Thượng mình nói câu vậy đó. Tại vì các pháp khác mình tu không có vô nổi, vị ơi. Mà không phải là riêng Hòa Thượng nói, mà nhiều vị cao tăng đều nói như vậy. Tại vì sao? Mà chính Đức Phật nói rằng là thờ mạt pháp nhiều người tu không có người đắc đạo, duy chỉ có những người tín nguyện niệm Phật thì mới một đời thành tựu con đường giảng sanh. Nhớ quý vị, mà giảng sanh là đắc đạo á, giảng sanh là đắc đạo đó.
Có nghĩa là Hòa Thượng mình ngày nói rằng là nếu tu các pháp khác là từ nơi tu mà đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi lên từng chờ, đi qua từng chờ hết, rồi mới chứng quả sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, rồi chứng quả A-la-hán, rồi mới tăng lên tới địa vị Bồ-Tát, rồi tới Phật. Nó xa, nó lâu, cực kỳ lâu luôn. Nhưng mà chỉ có cái người niệm Phật mình á, là siêu vượt thập pháp giới. Siêu vượt thập pháp giới. Nên Ấn Tổ nghe nói rằng cái người niệm Phật khi phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, vừa phát nguyện thôi là vượt qua mặt A-la-hán. Ấn Tổ có nói câu vậy đó quý vị. Tại vì sao? Vì từ mặt A-la-hán mà đi đến Phật á, là trải qua thời gian lâu lắm, không phải giỡn đâu nghe. Rất là lâu. Nên Ấn Tổ nghe nói rằng là cái người niệm Phật á, giống như á, là con vua vậy đó. Dù con vua mới sanh ra, thái tử mới sinh, nhưng mà địa vị của thái tử lớn hơn thừa tướng. Lớn hơn thừa tướng. Nên quý vị ơi, chúng ta là những người niệm Phật mà lại tin cái pháp niệm Phật trong cái thời mạt pháp này, mà cái thời mạt pháp này mà lại tin pháp môn niệm Phật, là cái thiện căn nhân duyên mình đã đến lúc chín mùi rồi đó quý vị. Chín mùi. Nên bây giờ chúng ta rất là đủ nhân duyên nha quý vị, đem tịnh độ bằng những cái phương tiện cực kỳ gần gũi. Mà quý vị ngồi suy nghĩ đi, chúng ta bây giờ mà không gần gũi là không thể nào đem tịnh độ giới thiệu được. Bây giờ có những người, người ta cũng chia sẻ pháp môn niệm Phật, nhưng mà quý vị coi, người ta tiếp nhận và làm không có được, người ta nói cao quá. Quý vị biết rằng là có những người mà đem pháp môn tịnh độ giới thiệu mà người ta nói rằng là quý vị tu tịnh độ, quý vị niệm Phật, nhưng quý vị phải chứng quả. Quý vị phải chứng quả rồi quý vị mới thành tựu được giảng sanh. Nghe cái là mình giật thịt. Chúng ta thấy mình làm có được rồi. Những đức nói rằng mình sơ quả mình cũng vô không nổi, chứ đừng có nói không có đơn giản đâu. Nên từ nơi đó mà mình chỉ có tín nguyện niệm Phật, cả đời mình niệm Phật, cả đời mình ôm chắc chân Phật là có Phật hiệu này, mình cứ niệm, thì việc này mình có thể làm được. Chứ nếu như mà đưa lên cho mình chứng quả mình mới niệm Phật giảng sanh, thì bây giờ cái căn tính mình không có làm được. Quý vị ơi, bây giờ chúng ta thể hiện trong cuộc đời này, bây giờ là chúng ta có tu giỏi cỡ nào cũng là chúng ta thể hiện về bậc hạ đó, bậc hạ căn đó quý vị, để cho người khác người ta nhìn đó mà ta học theo đi. Chứ bây giờ mình nói cao xa quá thì sao mà người ta làm được đây. Nên có một cái chú này, ông gặp như thế, ông nói một câu vậy nè: lúc trước con rất xem thường thầy là người thiếu trình độ, thầy không có trình độ gì, thầy thấy con thường bình luận cái câu là thầy đừng có giảng pháp, thầy không có trình độ gì thì đừng có giảng pháp làm chi. Nó sau này con sao con cứ tức, con cứ nghe thầy giảng hoài, mà con mới là con nghe thầy giảng là con ghét, không có trình độ gì lớp 3 mà đặt giảng pháp. Xong á, con đi lại đây con tu khóa tu thì con thấy đúng là bản thân mình cứ cho mình là người có trình độ, cuối cùng bây giờ một cọng lông nhỏ của thầy mình cũng chưa làm bằng. Ông nói vậy mà. Tại vì sao? Bây giờ nhà Đức lo cho mấy ngàn con người, nhà Đức tổ chức bao nhiêu chương trình, bây giờ không có trình độ gì hết mà nhà Đức nói chuyện người ta lại nghe. Rồi xong rồi Nhân Đức nói chuyện với anh, Nhân Đức mới nói rằng là thật sự với anh, Nhân Đức cũng đâu có học đòi gì đâu, Nhân Đức cũng đâu có nghĩ bản thân mình dám ngồi chia sẻ Phật pháp, nhưng mà do Phật tử người ta nghe nên Nhân Đức phải nói chuyện. Người ta lại chịu nghe. Thật sự quý vị, mà nếu mà người ta không nghe thì mình cũng không có nói được đâu quý vị ơi. Nói mà người ta không nghe chứ nói cái gì bây giờ. Nhưng mà lạ ta, Nhân Đức có trình độ nhưng mà nói quý vị lại chịu nghe. Đúng không? Nhân Đức nghĩ rằng là Nhân Đức nói quý vị nghe là nó kết hợp rất nhiều yếu tố. Thí dụ như giờ quý vị thấy Nhân Đức á, khi mà Nhân Đức nấu ăn á, thì có cái anh này lại nói Nhân Đức này: thầy làm gì chứ thầy làm vài bữa thì nghỉ rồi. Rồi xong rồi Nhân Đức nói một câu: anh biết rằng
Những đức có một cái tính, từ đó tới giờ khi đã làm cái gì là ít bao giờ bỏ cuộc lắm, từ xưa giờ. Cái tính nhân đức là như vậy. Vậy quý vị biết nhân đức mà, đã làm cái gì là từ khi không có gì rồi thôi. Chứ nói về cái việc mà thí dụ như từ khi là cục tay cục chân gì đó, rồi nằm đóng gì đó thì không làm thôi. Chứ ngoài ra mà những đứa con làm được là những đứa chưa bao giờ làm cái gì mà bỏ cuộc. Thật sự luôn, từ đó giờ tính người những đứa gì đó. Mà cái yếu tố mà thành công của một con người khi dạy con là cái ban đầu là gì? Là tập căn tính đó đó quý vị. Căn tính kiên nhẫn á. Anh làm cái gì là phải làm cho tới. Từ khi việc đó ác, từ khi việc đó sai, từ khi việc đó không có lợi ích cho ai thì bỏ đi. Còn đã là mục tiêu làm lợi ích cho người ta được là phải kiên nhẫn. Nên quý vị biết rằng là bây giờ cái việc mà nhà Đức Du biết nấu ăn là nó thành mô hình rồi đó. Và nó thành một cái việc nấu ăn là thành khuôn cho những đức rồi đó quý vị. Thành khuôn rồi. Mà đây là một cách rèn sức khỏe nhà Đức trở lại. Ngày xưa nhà Đức sức khỏe tốt lắm, tâm lực sức khỏe nhà Đức cực kỳ đặc biệt luôn. Mà những đức ngày xưa sức khỏe nhà Đức mạnh, nhưng mà tâm lực những đức nó không đạt như bây giờ. Mà bây giờ những đức mà đi nấu ăn rèn sức khỏe và tâm lực bây giờ là đặc biệt, rất đặc biệt. Với thêm nữa là quý vị ơi, những đức là người rất siêng làm việc, rất siêng làm việc. Mà đây là cái cơ hội để bản thân những đức nấu ăn lại. Tại vì sao? Vì qua cái việc mà Tết đợt này những đức sắp xếp nhà bếp á, thì đúng là rõ ràng là cơ hội đã đến lúc bản thân những đức phải xuống bếp nấu ăn. Đến lúc rồi, không khoan duyên một chút nào cả, hoàn toàn đủ duyên luôn. Và vào nhà bếp sắp xếp là hoàn toàn gọn ghẽ. Mà những đức nói rằng là chùa chúng ta bây giờ mà về cái việc nấu ăn đó, này kia đâu đó, mà những đức khi vô bếp đó, nấu ăn đó, là cái việc mà nó tích lũy lại cái đồng tiền mà thừa ra một tháng rất nhiều. Tháng rất nhiều. Và những đức quản lý hoàn toàn hết luôn. Từ rau củ quả ai cúng dường, những đức sẽ biết cách ghi ra giấy tờ làm sao mua đúng rau củ quả, mà mua bao nhiêu là dùng đúng như vậy, không có bao giờ thừa bỏ. Tại những đức biết cách quý vị, biết ăn cái gì là gọn ăn được, nấu nghiêm túc món gì ra món nấy ăn được, chứ không có cái việc mà nấu tùm lum tùm la mà đem ra mà cảm thấy ngao ngán không ăn được. Nên những đức nhìn ra được chỗ này. Nên những khi những đức vô bếp, những đức thấy là tất cả cái ban trong bếp nấu ăn ai cũng vui, ai cũng khỏe. Và quý vị cũng về ăn thấy cũng tình thương mến thương quý vị. Đúng không? Đó. Đó. Nên mình cố gắng quý vị ơi. Thật sự nhiều Phật tử nói rằng là thấy thầy xuống nấu ăn thấy sợ thầy mệt, thầy bệnh này kia. Không. Những đức nấu ăn nó mới đặc biệt. Vì sao? Chùa mình á, mà gặp ông thầy mà ổng tu mà ổng xuống nấu ăn á nghe, là cái đồ ăn ổng nấu đã bị ăn nó đặc biệt lắm á. Với những đức á, là người nam đàn ông nó nấu ăn, tâm tư của những đức nó không có bất thường như phái nữ. Nên quý vị về ăn quý vị sẽ ổn định cái tâm dữ lắm á nghe. Rất ổn định cái tâm đó, nghe chưa? Nhưng mà những đức nấu giết rồi, những đức sẽ hồi phục lại cái nấu ăn ngày xưa những đức lại. Tại bỏ lâu quá những đức quên, bây giờ những đức đang là cái đà nó quen lại. Nó nhớ là những món đồ ăn này được kia nấu lại. Là nấu sau này là nhiều món những đức biết nấu hết trơn. Nên mình cố gắng. Nên quý vị biết rằng cái pháp môn tịnh độ nó rất là đơn giản. Nên nhiều người á, quý vị có học thức hiểu biết nhiều á, quý vị phan hãy phê phán cái pháp môn tịnh độ đơn giản. Cái cách truyền tải của những đức á, mà nó thành công là do nó đơn giản bình dị, người ta dễ nghe. Chứ không phải mà mình mà giảng mà mình nói chuyện cái kiểu như mà mình nói thí nói đại đâu quý vị. Những đức tin chắc 100%, nếu như quý vị mà không có kết quả, quý vị không có đến đây hoài đâu. Không có kết quả. Nên á, cái anh này ảnh đến gặp những đức, anh nói rằng là thật sự con xin lỗi thầy, quá trời xin lỗi luôn. Con nói rằng là thầy thiếu trình độ, thầy đừng có giảng pháp nữa.
Rồi cuối cùng con lại đây, con mới thấy cái việc làm của thầy. Mà con thấy rằng đúng là rõ ràng bản thân của mình, dù mình có trình độ nhưng mà mình lại đem những cái văn tự cao xa mà bản thân mình cũng không làm được gì. Thật sự mình quá xấu hổ. Anh nói câu vậy đó quý vị. Thấy không? Nên khi mà những đức mà chia sẻ Phật pháp, những đức ưa coi bình luận, thì mình coi bình luận mình học thêm quý vị. Mà mình chưa bao giờ những đức kêu mấy quý chú trong chùa, không bao giờ những đức kêu quý chú ở trong chùa mà mấy ổng trả lời lại cái bình luận nha. Những đức chỉ có coi thôi chứ không bao giờ trả lời nói này nói kia chứ. Mà những đức cũng khuyên quý Phật tử cũng không cần nói dòng do, không cần nói dòng do chứ kệ người ta. Tại vì trong cái số lượng bình luận chỉ có một hai người không sao. Nên từ nơi đó cứ lâu dài người ta nghe viết rồi tự người ta nhận thức quý vị. Mà rất nhiều người ta gặp những đức là nó nói là ban đầu khi người ta mới nghe những đức giảng pháp, người ta nhìn cái mặt những đức người ta rất là ghét, mà cả mấy cô luôn không có chấp nhận được. Tại vì người ta nghe quen, người ta nghe quen là nhiều vị thầy giảng rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng, rất là vui. Thí dụ như thầy ở bên Mỹ á ta, thầy Pháp Hòa giảng thì quá dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ mà dễ thương gì đâu, mà những đức nhìn thấy còn muốn thương mà hả? À, giảng quá dễ thương, nói chuyện vui vẻ, hát nữa nghe, mà cũng biết nấu ăn đồ này kia giỏi đó, thấy không? Mà coi lại những đức thì thôi nó quá dễ ghét. À, coi một cái là thôi là chịu không nổi, thấy không? Nhưng mà lạ thay, khi mà người ta nghe những đức giảng mà đi từ từ đi vào nghe, thì người ta lại nói câu rằng là khi người ta nghe mình giảng, người ta lại có một phương pháp tu. À, cái quan trọng là người ta có một phương pháp tu, có một phương pháp tu. Nên cái này là cái rất là quan trọng, cái phương pháp tu. Quý vị coi, bây giờ chúng ta đi đến chùa, quan trọng là chúng ta học được phương pháp. Giống như mình đi đâu mình cũng học được cái nghề, quý vị. Bây giờ mình có cái nghề thì mình mới đi đâu mình mới yên tâm được chứ. Bây giờ mà mình không có ra cái nghề nào chứ mình không có yên tâm rồi đó. Nên ta nói là một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Ví dụ như mình chọn một nghề đó. Nên nói một thầy cho chín còn hơn chín thầy. Chín thầy là chín con đường. Mà chín con đường rồi, chúng ta thời gian đâu để đi chín con đường đây. Bây giờ quý vị coi, quý vị đi từng con đường, từng con đường mà chín con đường. Thì đi chín con đường quý vị thọ mạng đến mà quý vị còn chưa đi được con đường nào ra con đường nào. Cuộc đời của những đức nghe, gặp tịnh độ này, những đức đi con đường này tới bây giờ luôn. Nhờ may mắn những đức chọn một con đường mà những đức mới có ngày hôm nay. Có ngày hôm nay đó. Những đức nói cho quý vị nghe, thiền tông, mật tông, di thức học hay bất cứ một môn học, môn tu nào của quý vị, chỉ cần quý vị đi đúng mục tiêu, quý vị kiên nhẫn một môn mà tu là thế gian pháp quý vị có thành công. Nhưng mà đòi hỏi quý vị có đột phá được cái pháp tu đó để một đời giải thoát hay không thôi. À, chắc chắn quý vị chuyên môn là sẽ có cái thành công. Cái gì mà chuyên môn sẽ có cái thành công. Có những người ta làm cái gì youtuber vậy đó, người ta nói quý vị biết, nếu họ mà chuyên nhất làm cái môn này thì họ thành công cái môn này. Có cái anh kia kìa, những buổi giảng những đức á, mà người ta làm về cái môn này là người ta lấy những buổi giảng những đức rất là nhiều. Vì sao? Vì những đức ngày nào cũng 3-4 buổi. Mà quý vị biết rằng là một thời gian ngắn thôi mà anh lập 3 trang của những buổi giảng những đức, mà nó liên kết cái số lượng coi rất là đông. Có những cái buổi mà một ngày mấy chục ngàn người người ta coi. Mà quý vị biết rằng là một tháng anh kiếm gần cả 100 triệu. Mà làm chuyên môn luôn quý vị, làm chuyên luôn, anh làm môn đó luôn, không đi làm gì hết trơn, chuyên môn gì làm môn đó luôn. Thí dụ như những đức vừa giảng vậy thôi trực tiếp mà đã lấy được rồi đó quý vị, trực tiếp rồi là xong là người ta lấy được là đưa lên liền. Mà cái trang mà kiếm tiền đó nó tương tác rất là nhiều, số lượng người coi rất là đông. Những đức nói cho quý vị, trong cái thời cuộc phát triển này nghe, mà dùng mạng internet để mà truyền Phật pháp đó, là cái này là cái sức mở rộng cực kỳ cao, đi đến từng nơi từng nhà rất là hay. Mà quý vị biết rằng là những buổi chia sẻ của mình là do gì? Nó cái đặc biệt là nó vui, cái đặc biệt là nó vui. Mà những đức rất là cảm ơn quý vị nghe, những buổi giảng của những đức á, là những đức giảng càng ngày càng tăng tốc là do cái gì? Nó có một cái vàng quý cô này nè.
À, có vàng và cái hội chúng này nè. Giống như mà cầu thủ đá banh mà được được khán giả người ta mà nồng nhiệt cổ vũ quý vị, nó làm cho háo hức lên chứ không giỡn đâu quý vị ơi. À, nên từ nơi đó mà nguyên một cái vàng này nè, mà người ta mà háo hức nó làm cho mình giãn, nó không có mệt mà nó sôi động lên quý vị à. Mà cái người ta đó, người ta nhìn thấy cái hội chúng mình đó, mà có những người nghe người ta lướt qua lướt lại gặp cái buổi giảng của Đức mà ta phải bấm vô người ta coi, bấm vô coi á. Rồi thấy không đó. Nên những Đức nói rằng là trong cái thời cuộc này nghe, nghĩa là cái đường truyền mạng internet á là truyền tải Phật pháp rất là đặc biệt. Cái mạng internet, cái đường truyền Phật pháp rất là đặc biệt, nên mỗi một người tập làm để đem Phật pháp giới thiệu. Mà đem Phật pháp giới thiệu cái này mình lại có điều kiện, mà lại có duyên có phước, thật sự có duyên có phước nha quý vị. Còn có những nơi người ta cũng là lập trang, người ta kiếm tiền, nhưng mà người ta lại thí dụ như người ta đi kiếm cái này cái kia, sát sanh hại vật, hay là giết khỉ giết bò giết dịch gì, giết con này con kia, hoặc là quýnh lộn quýnh lạo gì ngoài đường phố đồ, người ta quay người ta làm những cái thu hút những cái đoạn đó coi, người ta cũng kiếm tiền. Nhưng mà cái đó chỉ là cái kiếm tiền mà mình thật sự mà nói rõ ra đó nghe, là khi người ta coi những điều đó nó không có cái việc có phước, mà nó tạo ra cái chủng tử ác. Mà đã là giúp cho người ta tạo chủng tử ác thì thật sự bị kiếm tiền được, nhưng đây là lấy phước trong mạng và tổn phước trong mạng. Nhớ nghe, tổn phước trong mạng á. Còn cái này là mình đem Phật pháp mình đi giới thiệu, mình đem Phật pháp mình giới thiệu. Nhưng mà quý vị lập, nhớ lập trang mà phát triển nhanh nhất là cái tên của những Đức á, nó lên rất là nhanh nghe quý vị. À, có nhiều người người ta nói rằng là cái trang của thầy bây giờ chỉ cần điều chỉnh lại thôi là cái trang của thầy mỗi tháng thầy kiếm tiền rất là nhiều. Những Đức nói cả đời những Đức sẽ không bao giờ kiếm tiền bằng cái trang giảng của những Đức. Sẽ để cho người ta lập trang nó dễ. Tại vì cái trang chính của mình, những Đức nghe nói rằng nếu mình mà chuyển qua kiếm tiền là những cái trang phụ kia người ta lập ra là người ta phải là phải chia bớt qua cho mình. Thôi để cho người ta làm đi. Thấy không? Có nghĩa là những Đức rất là hoan nghênh quý vị đem Phật pháp giới thiệu. Vì bản thân của những Đức là nhờ gặp Phật pháp mà cứu cuộc đời mình. Mà bây giờ dù mình nuôi chúng có đông như vậy, nhưng mà thật sự quý vị rằng là cơm ăn áo bận, cuộc sống các cụ có thiếu. Mà những Đức được Phật tử rất quý thương và khắp nơi nơi người ta ủng hộ tinh thần mình nuôi người già. Nghĩa là ủng hộ cái tinh thần nuôi người già. Nó giống như có một cái cô đó, cổ đi đến chùa mà quý vị biết rằng là cổ nghe mình giảng pháp thôi mà hay lắm quý vị. Có một bà cụ lúc trước là mỗi tuần bà cứ là chở rau đến cúng dường. Nhưng mà bà cụ đó bà hởm tới giờ bà lớn tuổi, bà yếu thì sao? Thì xuất hiện cái cô này là cô chở rau cúng dường. Thì thấy rõ ràng ở trong chùa mình thấy hay không? Ở trong Phật pháp nó cực kỳ hay. Nó quá hay luôn quý vị à. Phật pháp nó quá hay luôn. Nên quý vị coi á, một cái ngôi chùa đông, cực kỳ đông người ta, mà cái cuộc sống ổn định, tại sao cái gia đình mình chỉ có vài ba người, mà cái gia đình của mình nó cực khổ vô cùng, mà tại sao làm không giữ tiền được, có tiền trước mắt mà không bao giờ cầm được. Có những con người quý vị ngồi trong đây, quý vị công nhận rằng quý vị làm giống như là tiền quý vị đã cầm trong tay luôn đó. Mà lạ thay, có tiền là có tai họa. Có tiền là có tai họa. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, cái phước quý vị như một cái ly nước. Quý vị đem một cái lu nước mà đổ vào cái ly thì chỉ có bể ly thôi. Nếu mà ém nó thì bể ly.
thì nước nó chỉ đủ trong một cái ly thôi, chứ không thể nào mà dùng cái lu nước mà chế vào cái ly nước được. Nên mới nói rằng là tâm lượng lớn thì phước báo lớn, tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ. Những đức nói cho quý vị nghe chứ, những đức học Phật mười mấy năm nay, những đức không có một cái bí quyết gì nói cái chuyện mà bản thân những đức học từ kinh giáo mà hiểu nhiều thêm gì, không biết gì hết. Mà rõ ràng chỉ học được có cái là mở tâm lượng 100% luôn. Học được mở tâm lượng. Và thêm một cái nữa, cực kỳ tin lời Phật dạy. Tin Phật dạy càng bố thí càng nhiều. Tin Phật dạy bố thí pháp thông minh trí tuệ. Tin Phật dạy ăn chay phóng sanh sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Tin. Tin nên chân thật làm luôn. Tin nên cực kỳ chân thật làm luôn. Có nhiều người gặp những đức nói rằng là thầy làm bao nhiêu việc, nuôi bao nhiêu bà già, còn có thể chuẩn bị xây chùa, tại sao thầy không chuẩn bị tiền để mà làm việc đó, mà thầy làm máy niệm Phật đồ quá nhiều tiền tặng cho người ta. Người ta có hết rồi, thầy cứ để cho người ta tự đặt máy đi, thầy đi cực chi để mà trả cái số tiền đó quá nhiều, để tiền đó xây chùa này kia. Những đức nói quý vị phải tin càng cúng dường càng nhiều. Phải tin. Mà khi quý vị mà tin chỗ này rồi, quý vị làm, quý vị là một ông thầy mà làm như vậy thì Phật tử người ta mới làm. Còn quý vị không làm, quý vị kêu người ta làm sao được hả quý vị? Đúng không? Nó, mình phải là người thật sự phát tâm làm nè. Không có những cái điều như Đức chia sẻ, có những người người ta ngồi người ta không kiên nhẫn quý vị ơi. Người ta muốn nghe một cái gì kìa. Thật sự người ta giống như là người ta muốn gấp gáp, là người ta muốn bẻ cái trái ăn liền quý vị. Bậy quá. Cái bài giảng nó phải đi từng công đoạn, phải xem lại cái thật chất của con người này hành chi kia. Thật sự mà nói với quý vị, vẽ tranh mà lên đây mà nói về văn tự hay trao chuốt, trong sách có sẵn hết, trong kinh cũng có luôn, có hết. Quý vị biết rằng là nếu mà giảng về cao siêu á, cho quý vị biết từ nè, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền có sẵn hết dân, trong sách viết sẵn hết rồi. Sơ quả, tứ quả, tam quả, rồi có nghĩa là đi tới bậc A-la-hán, từ sơ quả cho đến tứ quả đều có sẵn hết trên. Trong kinh Phật, sách vở chư tổ sư cũng giải thích, lời Ấn Tổ cũng có giải thích luôn. Vì chỉ cần chân thật mà đọc là nhớ hết trơn. Vì kể từng giờ nào sao, từng giờ nào sao, từng giờ nào sao, trong sách có viết hết. Chỉ cần hoàn toàn dành thời gian để đọc thôi quý vị, thì quý vị sẽ nói rõ ràng luôn. Và nói quý vị nghe vì cực kỳ phi thường luôn. Thì nghe ông thầy đó giảng quá phi thường. Và tất cả những câu chuyện cho Phật giáo cực kỳ nhiều. Quý vị chỉ cần đọc qua là sẽ nhớ liền. Thời gian người ta rảnh, đọc qua sẽ nhớ hết. Kể nhìn thấy kinh khủng lắm. Giống như mà mới nghe vì nó công nhận vị này quá kiến thức. Nhưng đó chỉ là kiến thức mà chưa đạt đến hành trì. Hiểu chưa? Nói rằng là một tạ lý thuyết không bằng 100g thực hành nữa. Cái đặc biệt của quý vị là đem Phật pháp làm sao quý vị áp dụng trong cái cuộc đời quý vị đang sống nè. Bây giờ có nhiều người nói nấu ăn là bình thường, quý vị vô nấu đi. Quý vị là đàn ông, quý vị nói quý vị nấu ăn là bình thường, quý vị thử nấu ăn đi. Có nhiều người đàn ông nói rằng mấy bà là phụ nữ, cho con bú sữa là bình thường. Mấy ông đem đứa con, mấy ông mấy em, mấy ông kêu nó nút cái vú, mấy ông thử đi. Rồi mấy ông sẽ biết liền à. Nó nhột cỡ nào liền à. Hồi xưa những đứa ở ngoài đời quý vị, những đứa cũng thương con nít lắm. Con nít mà quý vị, mình ẵm nó, mà hồi xưa mình ở ngoài đời á, thì mình lấy cái miệng đó mình để ngay chặn cái nấm vú mình cho nó nút thử. Nó nhột không tưởng tượng được quý vị ơi, chịu không nổi. Thì lúc đó mình mới hiểu ra người đàn bà sức chịu đựng của họ cũng cực kỳ cao, chịu đựng mình. Phải không? Khi mà mấy ông mà có khi mấy ông nghĩ, mấy suy nghĩ mấy ông đi. Mấy ông cũng chơi ác lắm. Thấy không? Người ta cũng nhột chết mồ người ta. Nhưng mà giờ người ta làm vợ người ta phải chịu đựng rồi. Mà mấy ông lại cho người ta là người thấp kém hơn mấy ông. Thấy chưa? Thấy hai việc là mình thấy mình khó làm. Đừng bao giờ nói rằng là nấu ăn là đơn giản nghe. Mà họ nghĩ Phật pháp là một cái gì cao siêu kìa, trên trời dưới biển.
Nhưng Đức nói với quý vị nghe, nếu như quý vị mà nghĩ như vậy thì cái chuyện nấu ăn và ăn rau, ăn cơm, uống nước, quý vị cho cái này là cái bình thường, nó không đơn giản chút nào. Nó là cái rất phi thường trong cái cuộc sống của quý vị. Nên tu làm sao mà tu ra cái bình thường. Nên tổ sư mới nói bình thường là đạo. Quý vị phải cảm nhận được tất cả những cái bình thường mà quý vị đang sống trong cái cuộc đời này, thì lúc đó quý vị mới cảm nhận được Phật Pháp. Và tự nhiên lúc đó mới mang tâm cảm ơn. Chắc chắn quý vị luôn, mới mang tâm cảm ơn được quý vị ơi. Chứ không có dễ mang tâm cảm ơn đâu. Nên trong cái cuộc đời này á, mình nói mình muốn cảm ơn người ta khó lắm. Mình muốn cảm ơn vợ, cảm ơn chồng khó lắm. Mình đặt mình vào vai trò người ta đi rồi, lúc đó mình mới cảm ơn. Mới cảm ơn. Đó là Phan hả, nói đến cái việc mà khi người phụ nữ người ta mang bầu, mang con trong bụng cho mình. Việc này là việc nó đã là khó rồi đó quý vị. Nó rất khó chứ không phải chuyện giỡn đâu. Họ phải chịu đựng cái việc quý vị bây giờ nhiều người phụ nữ đây quý vị thấy. Nói mà cái việc mình ốm nghén quý vị thấy nó khổ cỡ nào chưa? Nhất là mình có con so đầu tiên. Bản thân chúng ta nó chưa có quen, chưa biết gì cả. Nên cần có người mẹ chồng để chỉ dạy con phải đi cẩn thận sao sao. Phải giữ được em bé. Bây giờ như là một giọt máu nó mỏng manh vô cùng mà bây giờ mình chạy nhảy cũng như lúc mình còn con gái thì làm sao giữ được con đây? Nên từ nơi đó người mẹ người phải chỉ đứa con gái như thế nào, con phải biết giữ bầu thai thì sao sao. Rồi khi mình đã có bầu rồi, bây giờ mình gần gũi chồng, bản thân của mình phải cẩn thận khéo léo. Mình đừng bao giờ tùy tiện, ngày xưa mình chưa có bầu thì sao cũng được. Nhưng giờ mình có bầu rồi mình phải tránh xa chồng mình để bản thân mình, mà mình giữ được con mình sao sao sao. Nếu người mẹ hiểu vậy nên ngày xưa quý vị coi, khoa học người ta có phát triển hiện đại gì đâu. Nhưng mà quý vị coi, người phụ nữ ngày xưa người ta sanh nhiều con, mà người sức khỏe người phụ nữ ngày xưa rất là tốt. Người ta nằm thang mà nó tốt, bây giờ quý vị nằm điện, nó đâu có bằng nằm thang ngày xưa. Nên phụ nữ bây giờ đẻ một hai đứa con thôi là quý vị đã bệnh đau èo ọt khó nuôi rồi. Người xưa người ta sanh 7-8 đứa con, mà người ta rất kỹ lưỡng cái việc, cái quy tắc của người phụ nữ ngày xưa người ta sanh con là thời gian rất lâu là người ta còn nằm than, còn người ta không có dám làm việc, và thời gian rất lâu người ta mới gần gũi với chồng. Đó là cái cách để người ta giữ sức khỏe về sau. Còn mình tùy tiện quá, mới có một thời gian ngắn thôi, chồng đòi hỏi mình đã cho rồi, thì cái lúc đó sức khỏe của người phụ nữ rất là giảm sút. Nên bệnh đau mình mệt mỏi, khổ cả đời. Nếu mình thương vợ mình hãy suy nghĩ những điều này. Cỡ nào sinh đẻ chúng ta cũng phải dành thời gian 3 tháng là 100 ngày. Chúng ta phải giữ cái sức đó cho nó đàng hoàng. Và phải kỹ lưỡng về cái bản thân mình. Đó về sau thật sự nó mới có sức khỏe. Đúng không? Nên mình sống với nhau vợ chồng là cả đời mà. Mình giữ gìn sức khỏe cho nhau. Nó ví dụ như những ngày tháng vợ chuẩn bị đến, những ngày đó mình có gần gũi với vợ. Nên từ nơi đó tại sao sức khỏe bị ảnh hưởng. Có nhiều ông ăn nhậu say sưa vô vợ có ngày tháng cũng làm luôn. Cái chuyện này nó bệnh đau dữ lắm quý vị ơi. Ảnh hưởng dữ lắm. Những ngày tháng đó là những ngày tháng người phụ nữ bài tiết cái cấu bẩn ở trong cơ thể họ ra. Tại vì cái tâm trạng người phụ nữ sân si khó chịu bực dọc hơn nhiều đàn ở đàn ông. Nên nó những ngày tháng đó để đem cái sự dơ bẩn, những cái chất độc của người phụ nữ đem giảm bớt ra, để cơ thể phụ nữ được tẩy lọc mỗi tháng một lần. Tẩy lọc mỗi tháng một lần. Thấy không? Nên mình mà ăn bậy ăn bạ mà nó đụng giờ nào cũng ăn được, Thì người ta không kì ấy được, người ta cho đại mình, nhưng mà nó làm khổ cả hai bên. Rồi thêm mà khi vợ đã có bầu rồi là tuyệt đối không có được gần gũi. Cái gần gũi là một là cái tinh người đàn ông nó độc địa, nó làm cho bầu thai bị hư đi. Còn hai là khi con đã tượng hình tương đối thì nó bao một cái vòng xung quanh đứa con lại. Khi sanh con ra con ghẻ chóc này kia đồ, mà con nó dơ giấy còn nặng thì nó sẽ bị tật nguyền, hoặc nó bị tổn thương về trí não. Lúc đó con mình ảnh hưởng rất lớn. Mình hại cái hạt giống của mình, là chính người cha không hiểu hại con. Đúng không? Cái này quan trọng lắm đó quý vị à.
Đừng bao giờ nói rằng tại sao ông thầy mà lại giảng cái điều này. Phật pháp nhân sinh, con người ta học Phật là người ta học để người ta hiểu được cái cuộc sống nó là sao, để người ta áp dụng trong cái cuộc đời người ta. Chứ quý vị nói trên trời dưới biển gì, người ta chứng quả đó là chuyện chứng quả của người ta, quý vị nói chứng quả làm chi? Quý vị có chứng quả đâu mà quý vị hiểu gì chứng quả, nói không? Nên từ nơi đó mình đem cái nhân sinh Phật pháp mình cho người ta nghe nó mới là hay. Mình đi đến chùa mình muốn nghe những điều cao xa. Nên cái anh đó anh nói rằng thầy có trình độ gì đâu mà thầy giảng pháp, ông ngon ra đây ông giảng giống tôi đi. Thấy không? Bây giờ nói mạnh dạn một câu cho tất cả những người có trình độ bằng cấp thạc sĩ tiến sĩ nghe nè. Quý vị hãy lấy cái bằng cấp đó mà quý vị đi nuôi người già, rồi quý vị đi nấu ăn, quý vị đi đối nhân xử thế, quý vị làm sao quý vị sống với con người mà bị hạ mình xuống, bị lấy bằng cấp đó bị thử làm đi. Thử làm đi. Hay là quý vị lấy cái bằng cấp đó để quý vị nghinh cái mặt lên, cho rằng tôi là có bằng cấp này. Đây là chúng ta không nói ai nghe, mà chúng ta nói rằng chúng ta nếu có bằng cấp, hãy đem cái bằng cấp của mình để hạ mình xuống mà sống nhân sinh, coi con người ta đang khổ như thế nào mà làm những việc gì cho nhân sinh đang cặn mình kia, chứ không phải là bằng cấp đó để khè người khác đâu. Nhớ kỹ, có những người mình bằng cấp tới thạc sĩ tiến sĩ mà quý vị chỉ giỏi lắm kiếm cơm cho một gia đình ăn thôi. Vậy thì cái thời gian học từ tiểu học cho đến đạt tới bằng tiến sĩ bao nhiêu năm của quý vị, không lẽ những ngày tháng chúng ta chỉ làm như vậy thôi sao? Tôi đâu có bằng cấp gì, tôi cũng chưa lãnh lương ai. Nghe không? Nên hãy nhớ kỹ nghe quý vị, từ nơi đó đừng giỏi vàng xem thường người khác, mà hãy tự xem lại chính bản thân mình. Nên Lục Tổ Huệ Năng ngày nói một câu nói rằng người học đạo mà có tâm khinh thường người khác thì khó thế nào tiếp nhận được đạo của Như Lai. Khó. Nên những đức từng nói quý vị, nếu những đức không đơn giản bình dị sao những đức nuôi bao nhiêu bà già, chơi với bao nhiêu người già. Những đức nói thật sự, những đức tâm phục khẩu phục những con người nuôi người già. Sáng 3 giờ mấy thức dậy, 2 giờ mấy thức dậy, những đức đi một vòng chùa, những đức thấy rõ ràng chính các cô chăm người già, đi đổ bô cho các cụ, đi lau mông cho các cụ. Tại vì bận tả mấy cụ tiểu tiện vô đó, mấy cô đi thay tả, hôi thối đến mức không tưởng tượng được, các cô lau từng bộ phận cho các cụ. Đó, những đức nói với vị nghe, có những việc chúng ta không làm được cái việc của người bằng cấp, nhưng có những việc bằng cấp cũng chưa làm được việc đó. Thấy không? Đây là những đức phân hai đó nghe. Phân hai rất là rõ ràng, nên đừng rõ ràng chúng ta cho rằng mình là người trí thức cao siêu gì đó. Thật sự mà nói trong Phật pháp có ghi chép hết trơn quý vị à. Nếu như chịu siêng năng học tập, những đức mà chịu đọc trong vòng một tháng, những đức nhớ rất là nhiều. Nếu như những đức chịu đọc, nhưng mà những đức muốn bản thân những đức cả đời niệm Phật và làm người đơn giản, những đức không muốn nói một câu gì cao siêu cả. Vì sao? Vì bản thân chưa làm được, cũng không muốn nói để người ta tăng bốc mình. Không? Đó. Nên mong rằng quý vị học Phật, quý vị nên kiên nhẫn. Sự thất bại của con người ta là đa phần thiếu sự kiên nhẫn. Đa phần thiếu sự kiên nhẫn. Bao nhiêu con người ngồi đông như vậy, không lẽ người ta ngồi không? Không lẽ người ta ngồi uổng công vô ích? Mình đi đến chùa mình ngồi chưa nóng cái mông mình đã tìm chỗ mình chạy rồi. Thì bản thân của mình làm sao mà mình tiếp nhận được? Nếu như những đức học Phật mười mấy năm nay cũng như vậy, không có kết quả gì cả. Từ một thanh niên hư hỏng ăn nhậu bê ta, làm nhiều điều sai quấy ngoài đời. Thật sự mà nói, tính khí của tôi từ khi còn nhỏ đã là một con người tự kiếm cơm ăn thì không đơn giản đâu quý vị ơi. Léo lách và rất nhiều thứ léo lách, và khôn ngoan bằng cái cách mà gọi là léo lách. Khôn ngoan bằng cách léo lách. Mọi cách tôi đã làm qua hết rồi, tôi không có thành công được cái gì cả. Cũng là tay làm hàm nhai, có đầu này chung đầu nọ, gạt đầu này thì đẩy đầu kia. Những đức nói thật sự quý vị, trong cái cuộc đời này người chân thật là người khôn nhất. Người chân thật là người khôn nhất 100% luôn. Những đức coi qua chuyện lịch sử này kia nghe quý vị, thấy rõ ràng núi này cao còn núi kia cao hơn.
Kẻ này thông minh bị người thông minh kia gạt lại. 100% trong cuộc đời này nếu thấy rõ ràng những người thông minh, cực kỳ thông minh, quý vị sẽ không bao giờ qua mặt được họ. Cả người thân bên cạnh không bao giờ qua mặt được họ. Nhưng họ lại bị cái dàn khác xử lý họ. Đó. Nên á, mình là người phụ nữ, mình là một đứa con gái, hoặc là mình là mẹ người ta, mình dạy con gái đừng nên cống cao kiêu ngạo. Đứa con gái mà cống cao kiêu ngạo là trả một cái giá rất đắt trong cái cuộc đời này. Kiểu như ta đây đồ này kia được, mình có sắc đẹp một chút, mấy thằng này ăn thua gì tao, tao phải nhìn cao hơn kìa. Bạn sẽ trả một cái giá rất là đắt với cái hành động đó của bạn. Chắc chắn bạn sẽ gặp độ, gặp độ rất khổ. Nên từ nơi đó, con người hạ mình là một người thông minh, trí tuệ. Nên đơn giản bình dị để đem đạo pháp xác thực vào nhân sinh. Tức khắc quý vị nghe như vậy, con người quý vị cũng hạ mình. Đừng có bao giờ học đạo nói rằng tôi học năm nay 7, 8 năm, 10 năm, 20 năm gì. Bà 1, 2 năm bà nói gì với tôi. Có những người người ta mới học thôi mà có những câu người ta nói rất là hay. Đúng không? Nhưng quý vị mới học thôi, bị nói những câu rất là hay cũng chưa được gì. Vì sao? Vì chưa có thời gian kiểm định quý vị. Thì thôi cũng khoan, hãy nói luôn đi. Hiểu không? Hãy làm đi, cố gắng. Nó thì quý vị thấy bây giờ bản thân Những Đức nè, Những Đức nói Những Đức nấu ăn là Những Đức nấu ăn thiệt. Thì nói được rồi. Còn bây giờ quý vị coi Những Đức nuôi người già là nuôi thiệt. Nuôi thiệt, gần thiệt. Chơi chung với các cụ già thiệt. Giúp các cụ vui thiệt. Và nuôi người già thật sự nhận một bà già chưa từng tính nhận một cách. Đó là làm thiệt. Thấy không? Làm thiệt. Nhớ kỹ nghe quý vị. Nên trong cuộc đời Những Đức, xin thưa quý vị, nếu như nói là một ngôi chùa của Những Đức thì tất cả giàu nghèo đều vào trong chùa ở. Không có cái việc bạn giàu có mà bạn có một chỗ ở, ở trong chùa. Nếu là chùa của Những Đức không bao giờ có chuyện này, xin thưa quý vị, không bao giờ có. Con đường Những Đức đi là như thế này, nói để tham khảo với nhau chơi nè. Bây giờ họ rất giàu, họ vô chùa tu, phải không? Những Đức nhìn họ, căn tính họ, phải không? Được, cái phòng này cho cô ở đó. Dạ con cúng dường cho thầy số tiền cái phòng này. Khỏi cô, nếu cúng dường Tam Bảo thì cúng. Còn nếu như cúng gì cái phòng này, cô ở không đi. Tại sao? Họ phải chịu cái nợ ăn tình của mình. Chịu cái nợ ăn tình. Nợ ăn tình này đến mức cực điểm rồi thì tất cả tài sản phải đem đưa vô Tam Bảo không. Mà cuối cùng cái phòng này vẫn là phòng của chùa, đúng không? Bây giờ thầy quá đặc biệt, quá nhiệt tình lo lắng cho mình rồi. Bây giờ mình cúng ở đâu? Cái ăn tình để bị cúng ở đâu? Bị phải cúng cho Những Đức làm việc cho Tam Bảo. Mà bây giờ một cái phòng để bị đưa tiền thì cúng làm việc cho Tam Bảo. Nhưng họ lại nói cái phòng này của họ. Còn bây giờ quý vị ở không đi, cứ ở. Thầy cắt cô Tam Bảo là cho quý vị ở đi tu đó, ở đi. Cứ lo nhiệt tình cho người ta đi. Thì cái ăn tình này nó quá nặng rồi. Phải không quý vị? Đó. Bây giờ nhiều người hỏi, ủa thầy, thầy có phương pháp nào? Thầy có phương pháp nào mà Phật tử đến với thầy đông như vậy? Thầy giảng pháp mà nhiều người ta nghe đông như vậy, mà người ta đến với thầy rất là đông như vậy, thầy có phương pháp nào? Những Đức nói cái phương pháp đừng nghĩ cái lợi ích của bản thân người ta đưa cho mình. Đừng có nghĩ điều đó. Bạn hãy chân thật đến với người ta đi. 100% người ta sẽ đến với bạn. Chắc chắn luôn. Nên quý vị biết rằng là cái mô hình nhiều nơi bị một cái bệnh mà Những Đức đi mấy chỗ có một mô hình, quý vị. Cái mô hình là người ta nghĩ cái điều là phải có một số người giàu để hộ trì. Không phải đâu, bản thân Những Đức nè. Rõ ràng 100% thí nghiệm, tại vì Những Đức đã gặp rồi nên Những Đức thí nghiệm thử nó có phải như vậy hay không, để cuộc đời của mình nó có một tầm nhìn sâu hơn. Thì rõ ràng bản thân của Những Đức có lần có một người nói rằng bây giờ nếu xây một ngôi chùa hoàn toàn mỗi tầng
thầy phải lo tiền trả hết, nghe không? Những đức nói rằng làm được điều này đó, nhưng mà vì cái việc của những đức là gì, nó còn 2.000 người những đức phải lo nè, rồi bao nhiêu chương trình những đức phải làm nè, nó quá nhiều thứ rồi. Bây giờ mà đẩy luôn cái chỗ này nữa thì quý vị nghĩ nó cũng không đơn giản chút nào. Quý vị nghĩ đi, nó quá nhiều rồi. Nếu như mà mình nhận thức cái chỗ đó không, chuyện này là chuyện nhỏ đó, nhận thức. Xin thưa quý vị, không có khó khăn gì đâu. Nên nhận thức thấy rõ ràng ra là cái gì? Bản thân của mình không có một người nào nói rằng là con sẽ hộ trì cho thầy, con khá giả, con sẽ hộ trì cho thầy. Có một lần có một cái anh, anh rất khá giả, rất giàu, anh đến gặp nhận thức, anh nói: con nghe thầy giảng, con rất là thích thầy. Bất cứ thầy làm cái gì thầy báo con biết, con sẽ cùng chung tay với thầy làm. Những đức nói: phải đợi báo anh hả? Cái chuyện anh làm là cái chuyện anh tu phước tu duyên, còn cái chuyện những đức giảng, những đức nói cái chuyện tốt đó thôi, chứ báo cho anh là lý do gì báo cho anh? Lỡ những đức báo cho anh cái lúc anh không có tiền, rồi những đức với anh ngớ người mà gặp nhau hả? Bản thân của những đức từ khi không có gì hết trơn, không có tiếng tâm gì hết, cũng chưa từng báo cho ai. Không gì bây giờ mà đi báo anh, thì không khác nào những đức lại đem mười mấy năm tu tập này và tin Phật này lại đẩy vào ngay anh, để tin anh nữa. Những đức nương vào anh, những đức cảm thấy không tin, để những đức nương vào Phật chứ. Không? Con người ta khi người ta thích mình thì cái gì người ta cũng nói được, nhưng mà mình chỉ cần chạm từ ái một chút là người ta trở mặt với mình. Chúng ta tin người không bằng tin bản thân mình và tin Phật. Thấy không? Từ nơi đó người biết ở trong chùa làm bao nhiêu việc như vậy mà nó ổn định được là gì? Từ đâu? Là từ ngay bản thân mình phải chân thật làm. Nên những đức nói với hàng Phật tử, cư sĩ nhớ kỹ nè. Quý vị hãy chân thật vì người, nhiệt tình hết lòng đi. Rồi cuộc đời quý vị sẽ không bao giờ thiếu thốn đâu. Chắc chắn quý vị luôn. Tại sao mà chúng ta bố thí cúng dường? Tại sao chúng ta bố thí cúng dường mà nó đến với mình phước báo chậm? Vì quý vị có cái tính toán nên cái đoạn đường phước báo nó đi ngang quá lâu, nó bị trở ngại đó quý vị, trở ngại đó. Nếu như quý vị mà có tâm vô cầu, vô cầu là không có gì mình mới là vô cầu, vì người hoàn toàn thì là vô cầu, nó sẽ đến quý vị cực kỳ nhanh, đến rất là nhanh luôn. Tại khi bị vô cầu là con đường bị nó rất là bằng, nên cái phước duyên nó đi qua con đường bằng cực kỳ nhanh, nó đến quý vị. Còn có cầu là có trở ngại, có cầu là có ổ gà đó quý vị, có đường hư đường bể đó. Nên cái xe mà chạy chở tiền bạc đi ngang bị trở ngại, đi chậm, hiểu không? Đi chậm. Nên á, thời gian như đức mới tu, nhưng mà những đức kinh nghiệm được ở trong Phật pháp đúng là rõ ràng. Và Thượng Tịnh Không ngày giảng một câu rất là hay: nếu như bạn hữu cầu là tắc ứng, trong Phật pháp hữu cầu tắc ứng, nếu bạn niệm niệm vì người chân thật là dễ cảm ứng lắm, rất dễ cảm ứng. Khi vị biết rằng một chương trình mà niệm niệm vì người ngay vì cảm ứng Phật Bồ Tát thì đừng nói tới cái chuyện làm gì không cảm ứng đến trời đất. Cảm ứng với Phật Bồ Tát làm gì không cảm ứng đến trời đất. Nên một cái chương trình tu tập của chùa mình đó nghe quý vị, mỗi tuần thứ bảy chủ nhật, những đức nói với quý vị hãy nhiệt liệt quý vị đi đi. Tại vì đây là cái cơ hội đương thời quý vị được đó. À, cơ hội đương thời được đó quý vị à. Nếu như mà bây giờ mà mỗi tỉnh thành mà có một cái ngôi chùa mà hướng dẫn tu gì, quý vị coi Phật tử phải là quá mừng không quý vị? Quá mừng luôn. Nên á, đây là cái nhân duyên đặc biệt, nên chúng ta dẫn người đi tu. Giống như có cái cô kia, cô nói rằng một cái người này đi bán giấy số mà khổ đau mà muốn tự tử chết, mà biết cái cô này cô nói, cô bấm vô cái trang thầy Những Đức cô nghe đi, rồi cô nghe một tuần đi, rồi lúc đó cô muốn chết thì cô đi chết. Bà nói một câu công nhận hay thiệt luôn quý vị ơi. Nói một câu vậy đó. Bà nói giống như tùy duyên đi, bà không có bắt buộc, nhưng mà bà nói một câu, cô bấm vô cái trang thầy Thích Những Đức cô nghe,
Cô nghe một tuần xong cô muốn đi chết thì cô chết. Bà này bà nói, bà nghe bà này nói gì bà nói, ủa sao nó ngộ vậy chàng, nghe thử coi. Bà vô nghe một tuần lễ xong bà lại bà gặp bà này bà nói rằng khỏi chết nữa, hiểu không? Bây giờ mỗi một buổi giảng nghe một buổi này thôi, giờ nó cũng có cái vấn đề để mà cỡ mở được nữa. Đừng nói chi nghe hàng tuần, chỉ cần một buổi này là nó có hết trơn rồi chồng ơi. Cái lập luận của những đức là lập luận cũ, nên từ nơi đó mà quý vị nghe bài nào nó cũng là ngay cái bệnh của chúng ta đó. Bài nào cũng ngay cái bệnh của mình á. Nên bây giờ quý vị đi đến đây học Phật á, mà quý vị có thể cởi mở tâm tư, quý vị có thể vui, quý vị có thể thoải mái, có được nụ cười nhiều. Những đức nói đây là cái điều mà chúng ta đi học cái hạnh phúc rõ ràng rồi còn gì. Hạnh phúc rõ ràng rồi. Rồi bây giờ mình đem cái hạnh phúc này mình chia sẻ cho người ta, mình đem cái hạnh phúc này mình giúp đỡ cho người ta, thì tức khắc á, là phương pháp diễn hóa kiếp nạn nhân sinh chứ gì. Hiểu không? Phương pháp quá giải kiếp nạn nhân sinh. Rồi mỗi tuần bây giờ tượng Phật tặng nè một chút nè, khi giảng pháp xong, phóng sanh cũng đích thực xong, thì những người nào mà thỉnh tượng Phật vô đây ngồi, từ khi những đứa sắp vô này là thấy nó ổn nè. Lúc trước chàng chàng đây thấy nó kỳ ghê, đúng không? Nên á, những người mà mình á, thỉnh tượng Phật mà thỉnh giùm á, quý vị càng ngày càng hạn chế lại, để cho những con người mà thật sự thỉnh tượng Phật nên đi đến đây thỉnh. Nó hay quý vị à, rất là hay. Quý vị làm điều này nó cũng tốt, nhưng mà người ta lại không trân quý rồi sao? Quý vị ơi, chúng ta đi rước vợ mà mình còn đem chầu cao, cha mẹ hai bên gặp nhau mới đi rước được con vợ về. Mà này là rước vợ đó, còn này mình rước Phật. Mà chỉ có một mình đi rước mà mình còn không đi, mình đâu có một cái tâm gì cung kính Phật Bồ Tát đâu quý vị, đúng không? Nói quý vị thấy không, người ta lý luận rất đơn giản, quý vị nghe phải dễ hiểu không? Cực kỳ dễ hiểu luôn, cái câu quý vị thấy rất dễ hiểu. Quý vị bây giờ từ khi là cha mẹ chết hết, dòng họ chết hết, còn có mình cái thằng này, thì bây giờ chắc là chết hết trơn, bây giờ bắt rễ luôn chứ làm sao bây giờ. Thì thôi làm cái đám cưới cũng là bên vợ biết rõ ràng, bây giờ cha mẹ ông bà dòng họ nó chết hết trơn rồi, còn có mình nó còn sống mà. Mà nó cũng đàng hoàng thôi bắt rễ. Rồi bây giờ nêu lên cho bên đàn gái biết rằng là giờ tôi bắt rễ. Người ta bắt rễ, người ta nêu cho bên đàn gái biết là để cho mọi người chứng minh rằng là thằng này con rễ của tôi mà ở nhà tôi luôn rồi đó. Nó rồi từ từ người ta lại nhập khẩu cho thằng này ở nhà luôn. Từ nơi đó nó có một cái lễ đám cưới. Cái lễ đám cưới là cái gì biết không? Là cái lễ chứng minh đó, để hai bên này chứng minh cho đôi trẻ nó đến với nhau. Chứng minh đó quý vị, để cho cái đôi trẻ này đến với nhau, nó cần giải quyết cái gì nó giải quyết, nó rõ ràng ra vậy đó quý vị. Nên á, ngày xưa người ta làm đám cưới á, mà cái giờ lễ mà cái lễ động phòng là người ta làm bằng đêm quý vị. Người ta vừa làm lễ cưới xong là người ta vừa là ví dụ như là nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, hu thê giao bái, động phòng qua chút là người ta đi vô luôn đó quý vị. Ừ, là lúc đó người ta đi vô trong động phòng luôn rồi đó. Là buổi tối quý vị à, cái lễ đó là người ta làm buổi tối. Nó nên cái lễ đó cũng gọi là hơi ngại ngùng chút đó quý vị. Nó nên từ nơi đó người ta làm buổi tối. Khi người ta giao bái xong hết trơn, bắt đầu là cái câu cuối cùng là động vòng qua chùm đó. Lúc đó vô đó là chia quần chia áo gì đó, chia đi, hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà không? Nên từ đó đó. Không, nhiều cô ở đây mà mình đã từng lên xe hoa mà đêm động phòng, mấy cô thấy nó giàu dạt tâm tư lắm nha. Nếu thật sự trong cuộc đời mấy cô chưa từng có một người đàn ông nào trong cuộc đời, thì chắc chắn với mấy cô rằng cái đêm mà động phòng là mấy cô giàu dạt tâm tư mấy cô dữ lắm. Chắc chắn mấy cô luôn. Nó cũng hồi hộp lắm đó quý vị ơi.
tim đập cũng hơi mạnh đó, tay chân bị lạnh đúng không, tay chân lạnh hết trơn nó, nên đó, chứ không phải đơn giản đâu nghe. Còn như mà mình bây giờ á, tuổi trẻ bây giờ á, nó chảy nghiệm hết rồi, nên cái mà đám cưới và động phòng nó cảm thấy nó rất bình thường, nó chỉ là tìm hiểu thôi, nó chứ ngoài ra thì nó biết hết rồi, nó dậy quá rồi, nó hiểu hết. Nên gọi là cái đám cưới bây giờ nó không có vui như đám cưới ngày xưa. Cái đám cưới ngày xưa nó có một cái nhân sinh gì, hồi xưa dưới quê miền Tây ấy, có cái lễ cưới là chúng ta nam nữ đồ tập trung lại, rồi người thì bẻ vòng hoa, chặt lá dừa để bẻ bông á quý vị, bẻ bông méo méo như ngày xưa, nhưng đứa cũng bẻ nữa, làm rạp đám cưới, thấy không, nó vui thiệt là vui. Rồi đi rước dâu lại dụ nhà ở sớm đó, bao đứa con gái mà coi đứa nào được được nhất thì bắt đầu là mời đứa đó đi rước dâu. Rồi bên đàn trai đồ có con trai, bên đàn gái có con gái đồ, cái đều đi rước dâu nghe quý vị. Còn con trai đồ có được được đồ bằng áo bỏng thùng đồ ngon ngon đồ, cũng chạy đi mượn dài chồm sớm đồ mang, nó ở đầu kiếm xe Honda đồ mượn của người ta chạy đi chứ sao. Còn ngày xưa mà cái thời chưa có xe Honda mà đi bằng tàu á còn vui nữa, chàng ô đám cưới mà nhậu vô ba sùng ba sực rồi quý vị biết rằng lên tàu là nhảy múa tưng 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 trên tàu vậy đó, mà có khi mà chạy tàu rớt sông chửng chửng luôn quý vị. Rồi có những cái đám cưới mà đi ngang cầu khỉ nữa, rất là vui quý vị ơi, đám cưới rất là nhân sinh. Nó còn bây giờ thật sự mà nó càng phát triển, nhà hàng đồ có sẵn hết trơn, nó càng tiện lợi, nó lại không còn cái nhân sinh của cái đám cưới. Thêm cái nữa quý vị biết gì sao mà ngày xưa ta sống nhau hạnh phúc lâu quý vị, vì người ta có quy tắc làm rể 3 năm. Mà quý vị biết cái làm rể 3 năm đó là cái lý do gì không? Nghe nè, cái làm rể 3 năm đó đó là cái tìm hiểu và coi chân cẳng thằng rể này sao, có phải là người đàn ông có thể gánh vác gia đình hay không. Trong 3 năm đó đó mà không ổn định là không gả con gái đó, quý vị nhớ kỹ nghe, gả rồi đó, chấp nhận đó, nhưng mà trong 3 năm làm rể mà không ổn định là không gả đó. Nên bữa củi nè, rồi làm việc này việc kia nè, gánh nước nè, tại ngày xưa đâu có máy bơm, hoàn toàn gánh nước củi là đi bữa củi. Mà củi ngày xưa, bữa củi là móc gốc cây, nên từ nơi đó rất là cực. Nên có được con vợ 3 năm chờ mới có được, rất cực mới có con vợ, nên vô cùng trân quý em. Trân quý em vô cùng luôn, thấy không? Đó, nên người ta rất là trân quý vợ, vì được 3 năm mà không có cái chuyện mà nói dám tùy tiện gặp vợ mình đâu quý vị. Tại vì chưa có làm đám cưới, nên có khi mà nàng ở, nó ngồi ngay chăng cái cửa sổ á, mình bữa củi này kia, nó nhìn mình liếc liếc cười cười chơi cái thôi. Vậy đó mà bữa trộ sức hồi hộp con thấy mệt, cái cảm giác nó lạ lắm quý vị ơi. Cảm giác nó không nói chuyện được, mình nó chỉ phớt phớt nhìn thôi. Nó còn vô ngồi ăn cơm á, làm mà ngồi xa xa, đâu có được gấp đồ ăn cho nhau gì đâu. Lâu lâu nó có cái bánh gì nó đi ngang, nó nói nè, cái rồi nó đi. Vậy đó quý vị ơi, mà làm không thấy mệt, mà nó vui thì sao á. Cái ăn tình đó nó nuôi dưỡng cái sự hạnh phúc cả đời cho người ta. Nó không quá vội vàng quý vị à, nó không có vội vàng được. Nó nên á, mà sau này từ từ nó tiến bộ hơn. Khi đi coi vợ là mình là phải biết nấu nước pha trà, nên mình vô mình nấu nước là cái con nhỏ kia đó là cha mẹ phải kêu dìa để nó ra phía sau, nó chỉ cái chỗ cái lò đây, rồi nó chụm, nó bắt nước lên mình chụm lửa, thì mình lúc đó mình mới nhìn chân nhìn cẳng nhìn mặt nhìn mày, đó là phát triển hơn rồi đó quý vị. Chứ xa nữa thì không có được vậy đâu, không có được vậy đâu quý vị à. Nó là cha mẹ quyết định cho con rồi, là được hứa rồi phải làm rể 3 năm. Còn sau này phát triển hơn nữa là vô trong bếp nấu trà. Nấu trà mà cái con nhỏ đó nó không chịu ra nấu là mình dọn đi, vì mình biết nhỏ này có bồ. Nó không chịu ra nấu trà, hoặc nó nấu mà mặt chậm dầm, hoặc là mình hỏi nó tiếng một không trả lời là mình biết nhỏ này có bồ rồi, mình dọn.
chứ mình đừng có làm quê mặt thêm nữa. Có giỡn đâu. Quý vị biết rằng những đức hồi xưa ngoài đời mà tính ra ba bốn lần, mà ba bốn lần mà gọi là sắp sửa đám nói, đám cưới, mà những đức đều giọt không là do cái duyên những đức. Bây giờ những đức biết mình đi tu, tuy những đức không có đẹp trai gì mà những đức được một cái là nói chuyện. Khi nói chuyện với cha mẹ người ta hoặc nói chuyện với cô dâu là người ta thấy rất là thích. Nên từ nơi đó mà cái duyên mình do đi tu, nên từ nơi đó mà không có dính vô cái chuyện vợ chồng. Nên mình cũng biết được chút đỉnh cái chuyện mà đi đến nhà người ta làm sao làm sao. Bây giờ mới nói cho vị nghe nè. Nào, bây giờ chúng ta trong buổi giảng là tại sao nói những điều này quý vị? Để cho quý vị biết được ngày xưa chưa có phát triển gì mà tại sao vợ chồng sống lâu năm hạnh phúc. Dù có khổ cỡ nào cũng sống với nhau, không có dám cái chuyện mà chia tay với nhau. Ngày xưa mà nói mà con gái mà gả rồi mà tùy tiện đi về nhà cha mẹ la lắm đó. Mày làm vậy là mày làm mất mặt tao đó. Con người ta là con hiếu, mà đã là con hiếu thì đã gả đi rồi, mày có khổ cỡ nào mày cũng phải sống. Khổ cỡ nào cũng phải sống. Không có được cái chuyện mà thay chồng đổi vợ. Quý vị coi, từ nơi cái hành động đó mà ngày xưa rất nhiều thánh nhân ra đời. Rất nhiều thánh nhân ra đời. Vì coi lịch sử đi, cái người mà khoảng cỡ 100 năm về trước có rất nhiều nhân tài xuất hiện trong cái thời cuộc. Thời cuộc bây giờ thật sự mà nói, học thức thì có thừa mà tài năng thì không có. Phải không quý vị? Nhận thức đi. Là vì sao? Con người chúng ta quá tiện lợi làm sao có tài năng? Quá tiện lợi làm sao có tài năng hả quý vị? Quý vị biết lúc trước mà những đức mà ngồi giảng pháp này, mà khi những đức tập giảng một mình là đặt một chiếc máy quay phim cũ ngày xưa của những Thịnh, ông quay. Là những đức ngồi nói chuyện một mình, nói xong những đức mới coi lại. Nói xong coi lại, nói xong coi lại. Từ nơi đó mà những đức kiên nhẫn nói với quen. Xong rồi thầy cho những đức nói chuyện với mấy cụ già, sáng nào cũng nói. Vậy mà những đức kiên nhẫn đến mức lên pháp tòa luôn. Thấy rõ ràng không, sự thành công của con người là từ kiên nhẫn không quý vị? Quý vị không kiên nhẫn sao thành công? Mà thành công của những đức là từ cái cực kỳ đơn giản luôn. Trong cái thời đó gần 300 anh em nam mà ở trên chùa trên đó, rất nhiều chú học giỏi, cực kỳ giỏi, cũng như những minh bên Mỹ về học rất giỏi, nhiều chú học rất giỏi, mỗi người là có một tài năng học tập rất giỏi, đẹp, nhiều người đẹp lắm. Ngày xưa trên đó rất nhiều chú hảo tướng đẹp lắm. Mấy ông thua những đức đúng một chỗ, sức kiên nhẫn và chịu đựng kém hơn những đức. Chỉ đúng chỗ đó rồi. Và khi những đức học tập với thầy, quay cái quạt của anh kia giùm. Nên khi mà những đức học tập với thầy, quý vị nhớ kỹ, là cái câu cực kỳ quan trọng luôn. Những đức đi vô chùa mà những đức nghe thầy nói một câu này nè: hai mươi mấy năm đi vòng vòng, khi gặp tịnh độ có mấy năm, mà có một cái pháp hội tu các pháp khác 30 năm cũng không bằng. Không? Nhớ câu đó liền. Thêm cái câu là gì? Một câu A-di-đà ăn tới già không hết. Thầy xưa nói câu đó. Và thầy nói thêm một câu là gì? Là thầy sẽ tán thán tịnh độ này đến tận đời vị lai. Đó là những câu mà những đức nhớ mãi. Khi mà cái khởi đầu của những đức nghe rồi là duy trì luôn. Những đức duy trì luôn tới bây giờ.
Và khi mà đại chúng mà lễ Phật, quý vị Như Đức đi vòng vòng chùa, khi mà thầy giảng pháp, Như Đức đi vòng vòng, Như Đức để ý, Như Đức nói cái môn giảng của cái vị này nè là cái môn giảng nhân sinh. Cái môn giảng này con người ta dễ tiếp nhận, cái cách giảng này vui, làm cho người ta không buồn ngủ. Nếu mà giảng pháp mà cái môn này là thành công đó, Những Đức để ý. Còn cái môn lễ Phật á, Những Đức đi, Những Đức đứng, Những Đức nhìn cái hội chúng lễ, Những Đức nói cái môn lễ Phật này nó như một lượng sống vậy đó, như lượng sống vậy đó. Một câu đầu tiên giảng và cái hội chúng phát âm chung, khi cái hội chúng mà phát âm chung quý vị, thì nó trở thành một cái lực chúng, cái lực công phá quý vị. Cái hội chúng là cái lực công phá. Thì từ nơi đó mà Những Đức nhìn ra cái môn lễ Phật này số 1. Cái môn lễ Phật niệm A Di Đà Phật đó số 1. Vì ngày xưa Những Đức mới đến là niệm A Di Đà Phật số 1 luôn. Nó thì quý vị biết rằng sau này Những Đức đi xuống đây, Hòa Thượng nói chùa mà niệm A Di Đà Phật ít lắm. Chỉ có Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không tán thán. Nhưng mà Ngài thì bên nước ngoài. Bây giờ mình mà niệm A Di Đà Phật á, nhiều người người ta nhìn ngó mình lắm. Nên ông nên đổi lại niệm 6 chữ đi. Những Đức vừa nghe, Những Đức hiểu. Mà lạ thay, Những Đức có linh tính trước đó thời gian khoảng 2 tháng là Những Đức đã thu âm, thu hình luôn cái điệu niệm 6 chữ. Trước thời gian, trước khi Hòa Thượng kêu Những Đức 2 tháng, Những Đức đã thu âm, thu hình xong cái điệu lễ Phật 6 chữ này. Điệu lễ Phật 6 chữ giờ bây đang tu nè. Đó, niệm địa chung rồi Những Đức làm sẵn hết chứ. Thì xong Hòa Thượng vừa kêu vậy là Những Đức đưa cái điệu niệm 6 chữ này qua tu luôn trong chùa mình. Nhịp nhạc Iran 4 chữ luôn, không khác chút nào. Nó cũng là một phương pháp lễ Phật mà nó như một dòng sống rầm rầm ào 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 vậy đó. Quý vị biết rằng là cái môn lễ Quan Âm Bồ Tát này Những Đức cũng nhìn ra. Khi mà Những Đức còn ở trên chùa trên kia là quý vị biết cái quyển sách mà Lại Quan Âm á, là Những Đức đã in cái quyển sách đó cách nay khoảng cỡ 13 năm về trước. Quyển sách Lại Quan Âm mà Những Đức thường cầm đó, bự bự á, là từ đó tới giờ chỉ có đúng Những Đức mới in cái quyển sách bự nhất đó, là trên đó có quyển một, đúng quyển luôn. Thì khi mà Những Đức ở trên đó mà Những Đức đi đó thì lạ thay, Những Đức không cầm gì chứ, chỉ đúng cầm cái quyển sách lễ Bồ Tát Quán Âm đi theo, không biết sao luôn. Thì sau này cái nhân duyên mình làm mình thấy rõ ràng, quý vị ơi, Những Đức hướng dẫn người Lại Quan Âm Bồ Tát. Mà hồi đó là Những Đức đã thấy rồi, cái môn lễ Quan Âm này nó quá hay. Đừng có nói là tổn khí mệt gì mất công đi, con người người ta thích tổn, tổn một chút mà nó lại háo hức. Nên á, chư tổ sư nói á, thấy không, khi mà mình thô tâm á thì con người nó lại mệt mỏi, mà khi mà dịu tâm thì con người lại ngủ gà ngủ gật. Thì coi con người mình nó hai trạng thái vậy đó. Nên mình cần quân bình tâm, thì niệm Phật cứ niệm, vọng tưởng cứ mặc kệ, làm sao miệng tiệm tai nghe là được rồi. Thấy không? Nên từ nơi đó mà cái môn lễ Quan Âm này vẫn là đạt nhất, và hàng Phật tử đều lấy cái môn lễ Quan Âm này áp dụng. Khi Những Đức thu âm những điệu lễ Quan Âm hiện tại, người ta rất lễ theo đông nhiều nơi. Và cái vị đó ngày xưa Những Đức biết thì cũng là bây giờ cái điệu lễ Quan Âm đó của thầy vẫn còn, và người ta lễ, người ta vẫn lấy cái điệu lễ Quan Âm đó của ngày xưa mà lễ. Chứ Những Đức thấy rõ ràng mà. Tại vì sao quý vị? Nó rất là háo hức quý vị, nó làm mình hừng hực vậy đó. Nên khi quý vị hướng dẫn người tu đó, vì để ý chỗ này, khi để ý rồi quý vị sẽ đưa phương pháp ra và nó rất là đạt, nó cực kỳ đạt luôn. Và khi Những Đức đã chuyên tu niệm Phật rồi, nghe quý vị, hình như văn tự Những Đức gọt bớt nhiều lắm. Từ khi bị biết Những Đức tới bây giờ là văn tự Những Đức gọt bớt rất là nhiều, đúng không? Gọt giảm lại rất nhiều, và đi vào chỉ còn có một câu Phật hiệu.
Thì biết rằng là khi chúng ta phóng sanh là những đức chỉ còn đọc cái tam quy y, nó không còn đọc cái gì nữa chứ, thấy không? Thì biết rằng cái chủng tử của những con động vật đó đó, những đức muốn gieo cho nó cái duyên câu Phật hiệu và quy y tam bảo thôi. Khi nó mất đi, nó tái sinh lại, nó sẽ là một chúng sanh niệm Phật. Một chúng sanh niệm Phật. Với thêm cái nữa quý vị ơi, khi mình phóng sanh á, thì giống như mình là con người bị ở tù mà được thả. Mà đã là thả thì mình mong, chàng ơi mở cửa tù giùm tôi đi, càng sớm càng tốt. Thời gian ở trong đây, ăn ở đây rồi đi ra cũng ở đây. Chắc là ở tù chắc nó hôi lắm nha quý vị. Chứ sao mà ở tù mà thơm như nhà, thấy không? Mình nghĩ là ngày xưa mà ở Côn Đảo đâu mà tù mà ta xiềng xích chắc kinh khủng lắm quý vị. Địa ngục Trần gian. Mà cái ý chí của người ngày xưa người ta kinh quá quý vị ơi. Quá kinh khủng, thấy không? Tư tưởng, cái tư tưởng người ta nó kinh khủng quá. Thì quý vị biết rằng là khi mà nói thả người ta thì người ta nói họ thả sớm sớm giùm đi, càng sớm càng tốt. Thì những đức tin chắc 100% mấy con chim, mấy con bồ câu này cũng Iran, mấy con cá cũng Iran. Iran luôn. Đúng quý vị. Càng sớm càng tốt. Càng thả sớm càng tốt. Làm nhanh nhất đi. Thả giùm cho tôi đi. Thấy không? Mà có khi những đức thấy mà có khi thả chim nó bay quý vị. Nó vừa bay mà nó vừa đi phân luôn. Nên nó bị hợp gì đức nói, có cái cô đó gì đức nói niệm Phật, niệm lớn lên vỗ tay háo hức đi thả chim. Bà niệm lớn lên mà bà hả cái miệng lớn quá, khi con chim nó bay ra quý vị, nó đi cục phân vô cái miệng bà. Bà chạy qua khu tăng, bà gặp như đức, bà nói thầy, thầy chèn ô, hồi nãy con niệm con nghe lời thầy, niệm lớn lên, niệm háo hức con vỗ tay, cuối cùng con hả miệng cái con chim nó ỉa vô vô miệng con. Con hỏi thầy có sao không thầy? Như đức hỏi cuối cùng phân đó bà có nhả ra không? Bà nói con hả cái con niệm lớn quá cái nó đi tuốt ở trong cuốn học, cái đầu nó vừa đi vô xong cái con niệm thêm câu thì nuốt vô luôn. Bây giờ con sợ quá, con hỏi thầy nó có sao không thầy? Như đức nam có sao, nó hên chứ không có sao. Bà coi bao nhiêu cái hội chúng con người đông vậy mà có ai bị đi vô miệng đâu. Có mình bà mà được phân chim ỉa vô miệng là nó hên, không có sao đâu. Những đức hỏi bà có nhả ra không, là những đức nói bà nhả ra là nó không hên. Tại bà nói bà nuốt rồi nên mình nói thôi bà nuốt vô thì nó hên. Ồ bà mừng bà đi tung tăng vô mánh rồi, vô mánh rồi. Chứ nếu mà bà nói bà nhả ra thì mình nói nhả ra hên đó, tại vì bà nhả ra rồi, thấy không? Thì cái này nó trúng ngay bà là duyên. Còn bà nhả ra vậy là không có gì đâu, nó tốt, không có gì đâu, nghe là bà cũng được. Còn này bà nói nuốt rồi, nó nuốt tốt, bà nuốt tốt. Chúng sanh ta thích vậy đó quý vị ơi, lạ kỳ vậy đó. Nó nên á, chút đứng mà khi chim thả mà bay đó, niệm thì niệm nhưng mà cũng cẩn thận. Nhắm mắt nhắm mũi mà a di đà phật vớt vô một cục vô cái tiêu luôn, hiểu không? Nó nên từ nơi đó không công nhận đi đến chùa mình có nhiều cái nó mắc cười quý vị ơi, nhiều cái nó rất là mắc cười luôn. Nó nên á, cái chỗ đông người này cũng vậy, lễ dưới Quan Âm được cũng vậy nữa, khi mà mình niệm Phật hoặc là khi mà phóng sanh cũng đích thực là thường đông chặt, nên ngồi xuống hết là chắc ăn nhất. Nhà to thì ngồi hết là chắc ăn rồi, nhưng mà lúc mà chen lắng là hết sức cẩn thận, nhớ không? Cái chỗ đông người đi đâu á, tiền bạc cúng dường tam bảo thì cúng, còn cái tiền bạc nào để nhà thì để, đừng có đeo dây chuyền, đừng có đeo vàng vòng gì cầm theo. Thí dụ như đi ra mua cái điện thoại trắng đen, bỏ cái sim vô cần báo gia đình cái gì thì báo, để điện thoại cảm ứng đồ này kia ở nhà. Còn nếu có cầm theo thì cẩn thận, đừng có sạc để tùm lum. Sạc để tùm lum coi chừng bị mượn xài, không có ngày trả lại. Đúng không? Thêm cái nữa, dép dài mua mấy cái đôi dép mà
mà người ta mà cái gì, người ta bỏ ra siêu thị rồi người ta đưa ra mua mấy đôi dép dụm dởm, dép Lào gì mang đại đi, hiểu chưa? Chứ đừng có mua đôi dép xịn xịn đi chùa nghe, mà nó lộn đa phần lộn dép mớ. Cho ý biết nè, bây giờ chùa mình đông lễ lòng gì nghe, nó có một đội ngũ đi móc túi, móc túi nó cũng có một đội ngũ luôn. Không phải là người tu của mình mà đi lấy dép đâu, mà là cái đội ngũ đó thấy dép xịn nó gom luôn. Đó, cho quý vị biết nó không đơn giản đó nghe. Nên mình đi đến chỗ đông người mình cẩn thận nghe quý vị. Chứ thêm nó đêm hôm mình ngủ đó, mình ngủ mê rồi mình cầm điện thoại gì mình ngủ mình bấm bấm chứ mình quên cầm gì nè, đi ngang cầm điện thoại đi luôn, hiểu không? Nó có cái cô kia cô đeo cọng dây chuyền, mà cô lỡ cô lại Quan Âm cô lại xong đó, nó cũng mỏi, cô ngủ nó quá ngủ ngon vậy mà cô đeo cọng dây chuyền vậy đó, mà đi ngang nó nhấc cọng dây chuyền đứt ngang nhẹ, nó kéo ngang nó đi, thức dậy không còn thấy cọng dây chuyền. Còn có cái bà đó đeo đau bông gì mà nó tháo đau bông bà vẫn không hay. Cái bà ngủ gì mà ngủ ác nhân ác đức mà ngủ dữ gì, ngủ gì mà ngủ dữ dằn nghĩ chàng, cái đau bông tháo mà cũng không hay nữa. Kiểu này chắc mà nó hiểu không? Cái bà gì đâu mà ngủ thấy ghê vậy chàng, hiểu không quý vị? Nó bây giờ đông người, lễ dưới âm đông người nè, nên mình á coi mình chuẩn bị cái mền gì mình cầm theo, hay là có niệm gì đó mình cầm theo một miếng đi cho nó chắc ăn. Vì đông người mà mình cầm cái miếng của mình quý vị, nó dễ lại hơn. Như tìm cái nó cầm theo một cái mền, để bằng đêm á mình đắp cái mền mình ngủ, lỡ mà mình có trong phòng thì mình nằm trong phòng, còn nếu như mình nằm ở ngoài á mình cũng có cái mền mình che bổ bối đồ lại. Yêu bổ bối không? Nó là chứ thôi mà nó không có mệt gì cho mình nằm lăn nằm ngã nằm nghiêng mà không? cũng mấy chú trong chùa đông đông đi tới lui tội nghiệp mấy ông. Thấy không? Mình là phụ nữ mình ngủ quý vị ơi, mình cũng có cái gì mình che ngang cái, thấy không? Chứ mà mình ra mình đã là bổ bối thì phải cắt cho kỹ, chứ mà để tùm lum tùm la kẹt lắm quý vị, thấy không? Nó nên bổ bối nó để cho chồng thôi, đừng cho ai nhìn nghe chưa. Nó mình đi đâu mình phải kỹ, mình chuẩn bị vậy đó. Nó mình chuẩn bị rồi mà khăn mình cầm theo, nó mình cầm khăn theo đến chi mình tròn cổ đồ, khi ngủ nó nói có cái khăn mình tròn cổ nó ấm áp một chút, thấy không? Còn mình lên mình nghe pháp mình tròn khăn thấy cũng đẹp. Không, những đức nói những đức tặng khăn cho mấy cô nghĩ lại đẹp hay á, nên nó nghe giảng mà tròn cái khăn vàng quá đẹp. Mà những đức đang chuẩn bị đặt 10,000 cái khăn nữa đó, mà khăn cái này là khăn con công, khăn rất là đẹp, nó không phải giải giống gì mà nó giống như là lưới vậy đó. Cái khăn kia là nhìn á, những đức định đặt cái khăn này là quý phái lắm, nó giống như là lưới mà có con công đẹp lắm. Nó khăn cái này xịn sò dữ lắm á nghe, quá giỡn không? Đang đặt mà không biết chừng nào có, thấy không? Đó, nên đi mỗi tuần chủ nhật thế nào cũng có, mỗi tuần chủ nhật đi thế nào cũng có thôi. Quý vị coi đi đến chùa nghe, mà nấu ăn cho ăn lo mọi mặt mà rủ đi đến đây làm chi ạ? Là vì cái chuyện muốn đem Phật pháp giới thiệu chứ làm chi, đúng quý cô? Đó, đây gọi là Phật pháp nhân sinh nè. Nên người người khắp nơi nơi mình tổ chức đoàn đi đến đây tu. Đi đến đây thì dù cho bây giờ mình có chặt mình nằm ngủ đêm nó cũng cảm thấy ấm áp. Nó đi đến đây thì những ngày thường thì thôi mình có khăn mình tròn rồi thôi, chứ mền gói thì cũng có. Chứ không ta phải nghe bà tưởng đâu những ngày thứ bảy chủ nhật bà cầm mền theo đắp bổ bối rồi này kia, hiểu không? Nó nên bữa đó nhà đứa đi ngang cái bà đó chắc mới đi chùa hay sao á, mà cũng nghe mình giảng chắc ít đi ra ngoài,
bằng cái quần mà nó bó sát, cái loại quần nó bó sát quý vị. À mà bà ngủ mà bà bành hai cái chân cái gì nè. Không, mà có nhiều người nghe quý vị, phụ nữ mình nằm mình đừng có ngủ gì nghe quý vị. Đàn ông thì có khi người ta ngủ chành bành cái gì. Mà những đức nó nói cho quý vị nghe nha, ngày xưa giờ ngủ nghe, nếu không có cái mền đắp là không ngủ được. Không bao giờ nằm ngủ mà cái kiểu mà nằm ngủ mà cái kiểu mà không có cái gì đắp, ngủ vậy đó. Nó với lúc nào cũng nằm nghiêng bên phải mà nằm tương đối, chứ không có kiểu mà chành bành vậy đâu chứ phụ nữ. Mà quý vị biết mấy cái quần mà bó sát đó quý vị. Trời ơi, từ cái đây mà ngay ngang luôn quần mà nó dài xuống là nó bó. Mà bằng cái áo cũng ngang luôn quần, bó luôn. Bà ngủ bà bành hay cái chân ngang gì. Vì thấy kỳ không quý vị? Quá kỳ luôn. Xong những đứa đi qua lại mà thấy mấy thầy, mấy chú đụng đi qua lại, những đứa đi ngang bà, những đứa khiều khiều cái chân bà nè. Khiều khiều cái chân bà mở mắt bao nhiêu gặp những đứa bà nói, thầy. Ý là ông thầy này cái gì kỳ vậy trời, mà bà biết mình, bà thích mình mà, quý mình mà. Lấy chân đá chân bà. Mà thường đàn ông đá chân đàn bà là ghê lắm á. Không giỡn đâu quý vị. Ngày xưa ngoài đời mà nói chuyện với mấy em mà ngang ngang mà ngồi bàn á, mà 5-7 đứa mà khiều khiều chân mà cừ cừ là ra chọc liền đó. Đá chân mà cừ cừ là thấy đó ổn rồi đó nghe. À, nên đi ngang đá chân bảo kêu thầy. Tiếng nói là thầy mà không chọc mình chen. Thầy vui lắm mà nó chọc mình á. Đá chân bảo cái thầy. Thầy nói khép lại một chút. Sao giờ Đức bỏ cho Đức đi. Mà tưởng đâu kêu chân ba cái gì mà kêu thầy ngon lành. Anh kêu khép lại chút. Là bà biết rồi. Là bà nằm bà quay mặt bên kia bà ngủ nữa. À, không, đó là một câu chuyện mà để nhắc nhở quý vị. Thấy không? Nhắc nhở mình đó quý vị ơi. Nó nên mình cái chỗ mà đường xá rồi mình nằm mình ngủ phải cẩn thận. Bị hởm nè, bên khu tăng này nè, nó có một bà, nó nằm ngủ gì mà kỳ cục. Quý vị biết á, cái ghế cái chăn khu tăng mà cái chăn cây sala đó quý vị, một cái ghế mà cái ghế nó cục, bà ngủ bà đâu có nằm hết được cái ghế quý vị. Thì hai cái chân bà để xuống, hai cái chân bà để này kiểu này nè, từ ngang lưng quần thì lên cái đầu thì nằm trên ghế, mà hai cái chân bà để xuống, bà thòng xuống. Quý vị bà coi bà nằm kiểu đó bị chịu nổi không? Mà cô tăng mấy thầy mấy chú đi qua đi lại, ông nào ông nấy làm gì nè, đi qua đi lại cứ những đứa kiếu kia. Có cái thằng nhỏ ở đó nó chạy lên, những đứa nói con nè, cho con cái sợi dây thun nè. Con xuống con bắn giùm thầy bà đó cái coi. Rồi xong cái thằng nhỏ nó hỏi là con bắn bả lỡ bả la con thì sao thầy. Nhưng Đức nói là thầy kêu bán cho bà biết. Nằm ngủ gì đâu mà kỳ cục cái chàng. Đúng quý vị, chỉ cần nói thầy kêu bắn là bà biết rồi. Chứ nếu mà thầy mà ẩu tả thầy xuống thầy bắn rồi. Còn cái này thầy kêu bắn là thầy kêu nhắc nhở đó. Cái mốt bà đừng có nằm gì nữa nghe chưa. Nằm gì đâu mà kỳ cục. Hiểu không? Nó nên phụ nữ ăn tổ nên phụ nữ phải cần được dạy cho nhiều. Mà dạy làm sao mà dạy vui họ mới nghe được nha quý vị. Ừ. Chứ gặp mà lỡ đây mà nói dạy oai nghi, dạy này dạy kia nghiêm túc họ sợ họ điên hết á. Nên cái cách nói những đức là truyền tải giáo dục bằng một cách cực kỳ vui. Nghe không? Đó. Đó là cái mà quý vị nghe để ý. Đừng bao giờ nghĩ cái chuyện đó của ai nghe. Chuyện của mình đó. Chuyện của mình đó hay không? Nó nên mình là người phụ nữ mà có chồng thì có chồng chứ mình phải kỹ lưỡng chứ. Thấy không? Nó
với thêm cái việc đó là thường đứng gần những đứa đừng có cà cà vô. Ưa cái vụ này quá à, cứ ngồi cứ đứng sát vô cà cà vô người mình nói nhiều quá hả, hiểu không? Cái vị coi mấy bà chơi hai cái ống quặng rồi mấy cái kinh khủng đi vị ơi. Nó thôi cô ơi, cô tôi mệt quá xỉu, thấy không? Đó là tôi nhắc nhở đó nghe. Những đức hay bất cứ ai hay ông thầy nào gì mình đứng xa xa ra một chút, thấy không? Có chụp hình thì cũng đừng có bao giờ dịnh vô người quý thầy. Riêng những đức thì khi dịnh vô những đức không có nói cái gì, tại vì sao? Mình làm sợ người ta mắc cỡ, người ta ngại, người ta buồn nên mình im gu. Nhưng mà dịnh nhẹ nhẹ còn được, chứ cái này mà chơi nguyên vô luôn nó kỳ quá quý vị ơi, đúng quý vị? Kỳ không? Kỳ mà mình cũng ngại ngại, nói thật sự là mình không có ý gì đâu, vì mình không có cái tâm mà mình là người mà quý giá gì đâu. Mình là giống mình, những đức đã từng nói, những đức ngoài đời hư quá đâu có gì đâu. Nhưng mà nói chứ thấy nó bây giờ nó hơi kỳ kỳ. Nó kỳ kỳ là đứng giữa sát sát vô nó kỳ quá. Rồi nhiều người không hiểu người ta nói này nói kia. Không, mình đứng cách xa nhau một chút đi. Đúng không? Hoặc là dù những đức đứng đây bị đứng sau này một chút thì sao gì thì nó đâu có gì đâu, không? Chứ đừng có mà đem hai cái ống quặng mà. Mà bây giờ ta thiết kế ống quặng nhiều quá. Nhiều ống quặng quá, thấy không? Từ nơi đó viết mà thì biết là lưng nổi một tùm lum tùm lá, thấy không? Đó là cái điều mà nhà Đức nhắc nhở phái nữ đó nghe. Nhắc nhở quý vị đừng có nói là thăng gì quá gì chứ á, không có thăng gì mà cái chuyện này chứ á. Nên á, mỗi người nên cách xa nhau một chút đi. Còn nói chuyện thì là nói chuyện, còn ngoài ra cách xa nhau một chút, thấy không? Với thêm cái nó đừng có bao giờ mà quỳ mà dịnh vô đùi ông thầy. Cái này nó không đúng quý vị ơi. Mình sồn sồn với nhau mà, quỳ mà dịnh vô đùi mà, thấy không? Cái cơ thể của người chúng ta nam nữ á, điện dương điện âm mà nó đụng với nhau nó giật tực 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 đó quý vị. Ý nhận Đức muốn nhắc quý vị là quý vị hãy làm điều này với tất cả những người thầy, đừng có nên như vậy. Mình cung kính là cung kính, chứ đừng có bao giờ quỳ mà cái kiểu mà mình dịnh vô chân cẳng với thầy chi. Kệ cho họ tu yên đi. Bây giờ quý vị không có nghĩ gì, biết đâu cái tâm họ làm sao, thấy không? Tại vì điện này ghê lắm, không phải giỡn đâu quý vị. Chúng ta không có nói ai chứ nghe, mà mình nói chung với nhau đi, để mình giữ nhau mình tu, thấy không quý vị? Đó, nói giờ thôi khỏi thử với tôi, dở lắm, thấy không? Tôi dở ẹt, khỏi rồi nói dòng vô lãng quạng ẹt chết mồ hết, thấy không? Nó hư dữ lắm đó nghe. Nên thôi tránh với nhau là tốt nhất. Quý trọng là tôn trọng giảng pháp, hướng dẫn tu, chứ không phải là gần gũi nhau là tôn trọng nhau đâu, thấy quý vị? Đó là nhắc hết trơn rồi đó nghe. Quý vị thấy tiền buổi giảng đơn giản mà nhắc nhở mình không? Chứ mình có chồng rồi, mình là phụ nữ có chồng rồi, mình phải tôn trọng chồng mình, phải tôn trọng chồng mình. Mình tôn trọng chồng mình đó là cái phúc báo mà chồng mình kính trọng mình, hiểu không? Đó, cái đó là cái quan trọng lắm quý vị à. Nên quý vị làm sao mà chồng quý vị kính trọng quý vị là chính cái hành động phước báo của quý vị. Là mình đi ra ngoài mình không có dám mà gọi là liếc mắt đưa tình với ai, tuy là chồng không biết mà đó là giảm phước báo, phước đức của mình. Cái âm đức đã giảm rồi là tự nhiên chồng không có tôn trọng mình và thường sợ lo mình. Nên mình là một người phụ nữ, đối với chồng mà mình còn hơi khó thì chồng sẽ rất yên tâm khi mình đi ra ngoài. Cái người đàn ông là nó nghĩ lại đó nghe quý vị, nó nghĩ ngược lại đó. Vì vợ của mình nó dễ quá mà có khi nó còn đòi hỏi với mình thì chồng sẽ rất lo khi mình đi ra ngoài. Còn mình là một người phụ nữ mà đối với chồng còn khó thì tự nhiên chồng sẽ rất yên tâm khi mình đi đâu.
Đàn ông nó nghĩ lại mà, 100% nó bị suy nghĩ đi. Nên bây giờ nếu ngày xưa giờ quý vị cũng lả lơ, nhưng mà đối với chồng, nhưng mà bây giờ quý vị nghe những Đức giảng câu này, quý vị từ nơi đó, đây quý vị nói từ hôm nay biết tu rồi, không có thích như vậy nhiều nữa, không có thích nữa. Nên từ nơi đó chồng, khi quý vị đi tu, chồng yên tâm đấy, bây giờ giữa mình mà nó còn khó mà chứ đừng nói cho ai, thì tự nhiên nó yên tâm mình đi tu, hiểu không? Nhớ kỹ, người đàn ông họ ưa suy nghĩ, mình quá dễ với họ là mình sẽ dễ với người khác. Nhớ nghe không? Chứ không phải nói là chồng tôi thì tôi thoải mái cho chồng phải, mà nó nghĩ là mình quá dễ, nó đòi hỏi nữa. Nên từ nơi đó mình, nó sẽ gặp thằng khác nó đòi hỏi, nên mình đi đâu nó cũng lo, nó nghi kỵ với mình khó đi chứ gì. Hiểu không? Mình nên nghiêm túc, mà nghiêm túc sẽ được sự tôn trọng. Nghiêm túc sẽ được tôn trọng. Giống như một cái bánh mà nó bay mùi thôi, thì thật sự trong lòng rất muốn ăn cái bánh này. Nhưng nếu có cái bánh mà đem cái nạp tới họng cho ăn không, thì giết cũng ngán cái bánh này quá, không có hương vị gì. Hãy tự mình suy nghĩ nghe. Nói giới thiệu nhiều. Không, cái này cũng nói nhiều quá rồi đó. Thấy quý vị không, quý vị thấy quý vị đi về chùa tu, những đứa con hướng dẫn quý vị mà. Hướng dẫn mà còn kỹ nữa chứ. Thấy không? Người ta nói là người ta nói đơn giản, người ta nói mé mé thôi, ai mà dám nói rõ ràng vậy đâu. Còn mình bây giờ nói mé mé nghe không có được, nghề nghĩ tầm bậy. Bây giờ mình nói thật luôn, thấy không? Nên từ nơi đó mà thời gian chúng ta biết nhau lâu ghê, mà những Đức với mấy cô nó đâu có gì lùm xùm lãng quảng đâu. Đâu có đâu quý vị. Là do thêm cái nữa là mình không có đi đâu chung. Không có đi đâu chung. Chứ gặp mà đi đâu chung mà đi ra ngoài mà chừng cỡ tuần 2-3 ngày, hoặc là đi chỗ này chỗ kia, dù là đi đến cái nơi mà chiêm bái Phật đồ nãy nọ nghe, nhưng mà vẫn là mấy cô phải bưng đồ ăn, hoặc là lo cho thầy, hoặc ra vô cái phòng của thầy ở. Tại vì sao phải lo cho ông thầy? Nên ra vô, mà nó ra vô giết á, nguy hiểm lắm quý vị ơi. Nó thiệt đó, nó không có giỡn đâu. Cả cái tâm của mình nó cũng lãng quạng, mà cả cái tâm ông thầy nó cũng lãng quạng luôn. Mình nói đây phải quơ đũa cả nắm, nhưng mà tránh đi vẫn là tốt. Thấy không? Tránh vẫn là tốt quý vị. Những điều mà nhà Đức hướng dẫn quý vị, mà cả chồng quý vị nghe, chồng quý vị cũng chấp nhận là ông thầy này giảng tao chịu. Giảng rõ ràng đó quý vị. Mình đi đến chùa dù mình có quý trọng ông thầy cỡ nào quý trọng, nhưng cái chuyện làm Phật sự nói nghe, phải làm sao tùy duyên. Không có được mà cái chuyện cầm tiền mà tùy tiện mà phan duyên mà đi làm Phật sự mà không thông qua chồng hoặc giấu chồng. Khi chồng mà biết được cái tác hại cực kỳ lớn, đó là chồng mất lòng tin với Phật pháp. Đây mới tác hại lớn nè. Và chồng không bao giờ kính trọng ông thầy. Mà quý vị cứ tin đi, ông thầy ông đã làm đúng chánh pháp, đúng như lời Phật dạy, thì 100% quý vị không có người này cúng sẽ có người kia cúng à. Yên tâm đi, những cái gì cúng là trong cái phạm vi của mình đó mà làm. Đừng có bao giờ mà dính vào cái chuyện tiền bạc của chồng công vợ. Dính vô vậy là phải thông qua, phải hỏi chồng, chồng đồng ý mới làm. Đây là tôi dạy rất rõ ràng. Tôi chưa bao giờ tôi nói một người phụ nữ nào đi đến chùa này tu mà tôi nói rằng tôi nói ngọt dịu chứ bị đưa tiền cho tôi. Lo là lo cả chùa, đâu phải những Đức ăn riêng đâu mà đi làm điều này. Không ai dạy làm điều này chứ. Nhưng mà gia đình biết được mất lòng tin với Phật pháp. Nó nên á, con cháu mà nhỏ nhỏ gì nè, cúng dường đừng có kêu nó đưa cho thầy. Quý vị lớn bị đưa những Đức nhận còn được, con nít đừng có kêu nó đưa. Khi con nít kêu nó đưa nó không hiểu, nó nói công nhận làm người tu được đưa tiền ngon ghê, sau này nó sẽ đi làm người tu để nó kiếm tiền sao. Kêu nó cầm bỏ vô thùng Tam Bảo, nó hỏi tại sao cúng cho Tam Bảo ơi mẹ. Mình nói rằng Phật pháp tăng nhờ ba ngôi báo này mà chúng ta có chỗ nương tựa, nên con cúng dường những ngôi Tam Bảo Phật pháp và tăng. Nghe không? Chứ đừng có kêu con nít đưa tiền cho những Đức, nghe không? Đưa tiền cho Đức sao thì Đức khó dạy nó đó. Và nó đi tu để nó mong nó có tiền đó.
hãy kêu nó cúng vô ngôi Tam Bảo đó, Hùng Tam Bảo, tập cho con mình có cái nhân duyên đó thì được. Còn quý vị là hiểu thì cầm đưa thì cũng được. Đây là quý vị hiểu, chứ đừng có nói là con của con đi kết duyên với thầy. Không, không cần kết duyên nữa đâu. Chỉ cần kết duyên khác niệm Phật hoặc các cháu dễ thương là được rồi. Nó nên từ nơi đó, đó là những điều những Đức nhắc nhở vị rất rõ ràng hết trơn. Mình đi học Phật làm sao để mình truyền tải Phật Pháp, chứ không phải mình học Phật mà để cho người ta phỉ báng Phật Pháp. Thấy không? Mình ngày xưa mình chưa tu, tính tình mình chửi chồng chửi con thì sao, nhưng bây giờ mình đã tu rồi, tuyệt đối cái này mình phải sửa. Nếu quý vị kính trọng những Đức thì quý vị hãy làm những điều những Đức dạy vị đi. Nếu như quý vị không làm những việc những Đức dạy quý vị thì quý vị đâu có kính trọng những Đức đâu, người ta còn phê phán những Đức nữa, hiểu không? Vậy quý vị đâu có nghe. Nên từ nơi đó mà những cái việc bản thân mình, hành động tính tình của mình, xã hội ngày xưa mình có nhiều cái tệ đoan, bản thân mình bây giờ học Phật nghe rồi, điều chỉnh lại, sửa lại từ từ, điều chỉnh lại, đó là thật sự y giáo tu hành cúng dường. Bởi vì cho thấy lợi ích cực kỳ lớn luôn. Nó lúc trước mà chồng nói đến vậy gì gì, bây giờ không nghĩ đi, sửa lại, không có gì nữa. Mình người phụ nữ vậy nó cũng không ai khen mình đâu. Chồng có nói mình oan ức cỡ nào chăng nữa, mình đừng có dậy dãy lên, mình nhảy đùng đùng, hoặc là mình nằm xuống mình lăn lộn. Oan ức tao, đừng có làm vậy nghe. Giờ mình học Phật nó khác ngày xưa nghe không? Không bao giờ mà có cái hành động đó. Không có bao giờ mà nói mà oan ức tao mà dãy đùng đùng, nhảy tưng. Hoặc là bước tóc đồ liện cài đồ, lấy đồ bông liện đồ, nhất là nhẫn cưới, dặn nhau tuyệt đối không có cầm nhẫn cưới liện. Nhẫn cưới là một cái sự mà đánh dấu cho cái cuộc đời của mình khi đến với nhau. Thấy chưa? Không. Mà dặn nhau cái lột nhẫn cưới cái này là thế nào cũng ly dị đó. Quý vị không nhớ nghe, có nghĩa là cả đời phải giữ gìn cái nhân duyên đó. Dù mình niệm Phật mình có muốn giảng sanh gì, nhưng mà cái cuộc sống ở đời phải làm gương cho người khác nhìn, để cho người ta thấy rằng mình học Phật có cái đặc biệt. Thấy không? Cái đặc biệt chứ. Với mình không có tùy tiện nói cái câu thôi tôi với anh chia tay đi, không có được nói giỡn câu này. Cái câu này nói đùa cũng không được nói. Nói câu này nó sẽ có sự thật của nó đó. Tiếc nói đây vợ chồng đến với nhau rồi, có con rồi, hãy suy nghĩ con mình đi. Nếu đặt vai trò mình là con, mình có muốn đi với mẹ mà không có cha, đi với cha mà không có mẹ không? Nhưng nếu mà mình đã bảo vệ cái hạnh phúc này đến mức cực điểm rồi mà chồng vẫn quyết định buông tay, thì mình nghĩ đã hết nợ rồi, thì thôi. Nghe không? Mình lương tâm mình không có nặng nề. Lương tâm mình không có nặng nề, nghe không? Còn nếu như mà mình tùy tiện, chỉ cần một cái gì nói động tới mình là bản thân của mình vì cái ngã mạn tức tối của mình mà mình chia tay, còn mình nghĩ mình cũng kiếm tiền được, sợ gì. Hành động này quý vị hoàn toàn là người phụ nữ học Phật sai. Thì nếu nói chúng ta học Phật chúng ta sai à. Người không học Phật chúng ta không nói tới, vì họ không có học Phật, họ không có hiểu. Mình là người học Phật mình nên hết lòng bảo vệ cái hạnh phúc. Mà đã là người ta quyết định đá đổ thì bản thân chúng ta phải chấp nhận thôi. Mình sống những ngày tháng còn lại rất đặc biệt, rất tuyệt vời. Như có một cô mà cô ít đi đến chùa, mà cô về cô có chuyện buồn mà cô uống thuốc chuột, cô tự tử. Hôm qua những Đức lên, ý quên, bà lên chứ quên nó lộn. Hôm qua bà lên chùa, những Đức gặp bà, những Đức nói nhìn bà này giống con chuột đi ghê à. Đúng không? Mà bà vô đây bà ở tu một thời gian đi lấy năng lượng lại nghe. Nó dạ con xin ở đây từ đây tới dưới Quan Âm. Nó, ừ, vô chùa ở đi, nạp năng lượng lại. Thì thấy không đi đến chùa, tưởng đâu á, buổi sáng mới gặp như Đức có nói, rõ ràng thầy ơi, giống câu thầy nói, sung gà tre. Tưởng đâu nghe pháp của thầy niệm Phật đồ ngon lành, đi về đụng cơ nào cũng chịu đựng được. Rồi cuối cùng về đụng một phát, rớt đại. Tại vì sao? Nghe là nghe, nhưng mà do mỗi tuần nó nạp năng lượng lại đây. Còn không lỡ luôn, cái ở nhà nghe pháp giảm xuống từ từ. Quá nhiều cái phiền não nó áp xuống, nó bao trùm lại. Cuối cùng phiền não dãy đầy, uống thuốc chuột tự tử luôn. Nên quý vị nói dù cỡ nào cỡ, đi đến chỗ đông người đừng bao giờ nói phiền phức.
mà cỡ nào nó cũng có cái năng lượng của đại chúng, thù thắng lắm nghe không. Nhớ kỹ, buồn gì buồn tuyệt đối không nói đến cái tiếng tự tử nghe. Nói cái tiếng tự tử là cái thành phần tự tử đi theo mình đó. Nói cái tiếng bỏ chồng là cái thành phần bỏ chồng đi theo mình. Nói cái tiếng bỏ vợ là thành phần bỏ vợ đi theo mình. Mình nói ra cái tiếng gì mà tác hại là nó sẽ đi theo mình. Và nó chờ cơ hội nó đột phá một cái là mình phải tự tử. Làm gì mà uống thuốc chuột được. Nhưng mà cái thành phần uống thuốc chuột nó kêu mình uống đi ngọt lắm, uống đi hết khổ. Trong tâm tư mình lúc đó mình nghĩ là uống đi hết khổ, nên chiếc một chai thuốc chuột liền. Vì thấy không? Cái nghiệp quan gia nó khiến mình phải uống, mà lúc đó uống không có hôi. Nhưng mà khi mình mà bị xúc ruột lúc đó mới thấy nó hôi. Là khổ rồi, te tua rồi. Thấy không? Phải biết trân quý cái bản thân mình có được. Không có gì một lý do gì mà hủy hoại bản thân mình hết. Nhớ kỹ nghe. Không ai thương mình, chính mình thương mình là hơn nhất. Bây giờ nhà Đức nói vị nghe, bà vợ chồng có thương nhau thì thương, nhưng mà mình bệnh đau nó có chia bệnh cho mình không? Mình bệnh đau nó chia phụ được đâu. Đừng nói chi đến cái chết. Lúc còn khỏe này hung nhau, truyền hơi cho nhau. Nhưng những đứa hỏi cho vị nghe, bây giờ những đứa hỏi vị nè, lúc mình gần chết, mình hấp hối, mình thở hước hước, nó có thở phụ mình không? Tự mình chịu hết trơn. Và khi mình chết mình đi đọa lạc, nó có đem mình về cực lạc không? Nên chỉ là cái mối ăn tình khi gặp nhau trong cuộc đời. Duyên hợp thì gặp, duyên hết thì xa. Nguyên lý tuy là hiểu như vậy mà không có được đá đổ. Nhưng mà mình phải biết trân quý, nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình. Đó là người khôn nhất. Cực kỳ khôn. Thấy không? Không có được sống buồn. Này bên Nam cổ vũ dữ quá. Được chưa? Nam này có mấy ông dữ dội quá. Cái ông này nay qua đây yếu siêu. Lọt qua đây yếu siêu. Mỗi bữa cũng la dữ lắm, hôm nay qua đây yếu siêu. Thấy chưa? Nên từ nơi đó quý vị biết không có được sống khổ, không có được sống buồn. Thấy không? Phải khoáng trắng lên. Thấy không? Vì cái mạng của mình chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi. Phật nói thân người khó được, Phật pháp khó đó, khó gặp. Bây giờ thân người được, Phật pháp gặp, mà chúng ta làm gì phải kết liễu cuộc đời mình khi buồn khổ. Đúng quý vị. Nhớ là cỡ nào chúng ta vẫn có con đường thoát nha quý vị. Điều là có lối thoát, yên tâm đi. Không có sao, đừng có sợ. Dù bây giờ chồng bỏ mình, có 3-4 đứa con, mình vẫn nuôi con được, có sợ gì đâu. Không có gì phải lo hết kia. Còn ai đủ duyên thì mình nói chuyện qua lỡ chơi, giao lưu chơi vui vui một chút thôi. Nhưng mà tuyệt đối đừng nên gây dựng ra một cái đèo phía sau. Hiểu không? Nó đèo là nó kéo mình đó. Mình chào nhau nói chuyện vui vài câu thì không có sao, tại mình cũng là hiểu rồi. Chứ đừng có buộc cái đèo phía sau. Mình đèo phía sau nặng lắm, nó ghịch mình lại. Có cái bà kia kìa, bà 52 tuổi, 52 tuổi mà bà cũng nghe những đức giảng, mà cái nghiệp duyên đi hộ niệm, mà bà quen cái ông này 43 tuổi, bằng những đức luôn, bằng tuổi những đức. Mà người ta nói á, chồng già vợ trẻ là tiên, mà vợ già chồng trẻ thì điên điên khùng khùng. Thì coi về nghe, bà ghen ổng đừng có nói, ghen ổng bà không còn tu tập được. Rồi ổng kêu bà phải tu cách này cái kia hết trơn, chuyển lại. Bà gặp những đức, bà nói bây giờ con dính vô ái tình rồi thầy ơi, con không thoát ra được. Những đức nói bà thoát đi. Năm mấy tuổi rồi bà thoát đi, có gì đâu mà bà sợ. Nói bây giờ con từng tuổi này con nghĩ rằng con có dính mắc đâu, mà bây giờ
dính mắt quá trời dính mắt. 43 tuổi mà nhìn còn được quá. Thì quý vị thấy những đứa cũng còn được. Quý vị biết mà dính mắt quá trời dính mắt. Cuối cùng nha quý vị, khổ te tôi. Đi đến chùa mình á, nghe những đứa giảng, rồi xong những đứa nhắc bà, những đứa nói thôi mình từng tuổi này rồi, con nó cũng ngại, hiểu không? Nó cái gì mà điều chỉnh lại gọn lại, điều chỉnh đi. Chứ bây giờ mình từng tuổi này gần 60 tuổi rồi, năm mấy tuổi, thì bây giờ thôi khéo léo gọn lại. Mà ôm vô cái đèo nó khổ nghe. Ôm vô cái đèo nó khổ. Kinh chưa? Nó cái đèo đó ghê thiệt. Đèo sau lưng á. Đèo sau lưng quý vị. Ghê thiệt. Nó quý vị thấy không? Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Tình cảm, thấy không? Bây giờ thí dụ như giờ mấy cô sồn sồn mới đến chùa gì đi, mà chúng ta mà ngồi nói chuyện riêng với nhau đi, rồi xong rồi tự nhiên những đức nói rằng bây giờ thầy không muốn tu hành gì nữa. Không muốn tu hành gì nữa chứ. Từ khi mà thầy gặp cô tới giờ sao tâm tư thầy sao xiết vậy? Nghe câu đó cái nói bây giờ nếu mà vậy thì làm sao? Nó chết quẹo liền đó quý vị ơi. Bởi vì đừng có ngồi nói chuyện với nhau, thấy không? Nó ghê lắm chứ, nó ưa bẻ lái kỳ lắm. Ồ, nó quẹo, nó vào cái cô quẹo, thấy không? Nó quẹo, nó quẹo vào cô quẹo. Ồ quý vị ơi, mình thì đường trống mình không chạy đâu, mà sao mình ưa chạy vô đường hẻm lắm. Ồ ghê lắm quý vị ơi. Nên trong kinh Phật nói á, thiên đàng có cửa không đi, mà địa ngục thì đóng cửa thì xô vào. Mà quý vị thấy cái cõi u minh nó tối tăm mà, mà sao nó cứ nhào vô? Biết u minh không? Hiểu quý vị? Có cái ông đó bị mù, mà vợ cũng mù, mà ông đẻ 4 đứa con. Vợ đẻ 4 đứa con. Những đứa nói ông cũng cao thủ thiệt. Mù không mà cũng được 4 đứa, sản xuất cũng đặc biệt ghê. Mà ông nghe những đứa giảng nói câu rất hay, mà những đứa học, như ông nói nè, thầy biết rằng mắt mù, tai không mù. Ghê không? Nên thầy biết rằng thiên đàng có cửa không đi, u minh tối tăm nhưng chui vào. Ông nói câu ghê gớm không? Thì đây, tối tăm mà tôi ghê thiệt chứ. Mà thấy tối tăm không? Hiểu không? Không, tự mình suy nghĩ đi. Ở đâu nó tối tăm? Địa ngục tối tăm. Mà vào chỗ đó là vào địa ngục đó. Nhưng mà đa bằng con người chúng ta thích vào cái chỗ địa ngục. Nó cũng vì cái địa ngục đó đó nghe quý vị. Mà nó chữ cha mắng mẹ, cự cãi anh em, rồi mắc nước, mắc danh, mắc tiếng, mắc củ cải, bệnh hoạn, chết. Cái địa ngục đó nó đáng sợ. Hiểu cái địa ngục đó chưa? Cái địa ngục trần gian đó ghê thì quý vị. Mà cái địa ngục này bây giờ nó giải khắp nơi nơi, chứ không phải một chỗ. Nội mà ở đây không là bao nhiêu địa ngục. Kinh khủng không? Mấy ông thấy chưa? Bởi vì làm sao mà thoát khỏi địa ngục? Bởi vì nếu không tín nguyện niệm Phật là chắc chắn chúng ta đi vào địa ngục. Đúng quý vị? Nó nên cái đường địa ngục mà một đời người đi qua lại biết bao nhiêu lần mà nói. Còn cái đường cực lạc á thì cứ niệm Phật hoài mà không thấy cực lạc. Là tại vì sao? Vì cái quân tập địa ngục của mình nó nhiều quá, nên cuối cùng nó thấy địa ngục nhiều quá nên không thấy được cực lạc quý vị. Cái đó là vô minh che lấp trí tuệ. Quý vị coi một đời quý vị nghe nhà Đức giảng chỗ này quý vị thấy không? Phải không?
là chúng ta đi vào địa ngục biết bao nhiêu lần mà nói chưa. Tuy là tưởng đâu là khoái lạc nhưng thật sự đi vào địa ngục. Ghê thiệt. Cái này là giảng đến mức cực điểm rồi đó quý vị ơi. Quá dữ dàng đúng không quý vị? Nó chừng nào quý vị nhẹ chỗ đó thì quý vị sẽ thấy cực lạc. Hiểu không? Bây giờ quý vị thấy không? Hồi nãy tới giờ bây giờ là 10 giờ 35 phút. Thấy không? Thì quý vị thấy á, quý vị ngồi ở đây, quý vị cảm giác nó có cực lạc không? Thấy không? Mà gần 2 tiếng đồng hồ mà vui mà khỏe. Nếu như quý vị đi vào địa ngục đó 2 tiếng thì chịu nổi không? Chịu thua. Tên nào tên nấy bò lết. Đúng không? Vậy mà ngồi đây gần 2 tiếng mà khỏe khoắn thoải mái, tỉnh táo hồng hào. Thấy chưa? Quá tuyệt vời. Các vị thấy không? Phân tách về cực lạc và địa ngục cho các vị thấy đó. Thấy không? Rõ ràng chưa? Nó nên cái niềm vui kia nó được bao nhiêu thời gian? Chút xíu thôi. Như vậy mà ngồi đây 2 tiếng đồng hồ cũng vui ngon lành luôn. Mà quý vị ngồi ở đây, quý vị lại không khởi tâm tầm bậy. Bây giờ tất cả các cô, các chú ngồi đây đâu có ai mà khởi tâm vì cái chuyện dục vọng nam nữ. Đúng không? Đó. Thấy không? Dập tắt đúng không? Như vậy mà gần địa ngục là thấy. Gần địa ngục là thấy. Thấy địa ngục liền vậy đó. Nó cái địa ngục đó ghê lắm chứ không phải chuyện gì. Nó thấy chưa? Nên đến cái cõi ta bà này là đến địa ngục kế bên. Cái cõi ta bà này là địa ngục kế bên. Nên địa ngục không có điểm nào rõ ràng cố định. Vì địa ngục nó quá nhiều chỗ. Nên cái cửa địa ngục mà mình đi vô nó quá nhiều cửa vô. Nên chúng ta khó thoát địa ngục nếu như không tín nguyện niệm Phật. Nghe không? Giảng gì thì cũng không ai nói được cái gì. Tại tôi nói địa ngục thôi mà ai nghĩ gì đó nghĩ. Nhưng mà mấy người ở đây hiểu đó nghe. Ai hiểu đưa tay lên coi. Chúc mừng vì đã hiểu nghe. Vậy chúng ta đời này quyết tâm về cực lạc vậy ơi. Muốn về cực lạc phải làm sao? Nhớ niệm Phật nghe. Cười lên cái cười. Ha 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 ha. He 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 he. Oh. Quá đặc biệt đó quý vị. Chúng ta hẹn gặp cực lạc vậy ơi. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh độ. À, mỗi tuần chủ nhật chúng ta về đây tu tập rất là đông ở tại tổ đình hộ pháp. À, quý vị khắp nơi nơi, những đức thường khuyên dẫn người đi đến đây tu tập, và sắp sửa cũng tới lễ Quan Âm Bồ Tát dẫn người đi lại Quan Âm. Nên cái công đức của đại chúng tu tập này nó lớn như lắm quý vị. Chúng ta ở đây tuy thời gian niệm Phật không nhiều, nhưng quý vị nghe những đức chia sẻ Phật pháp nó cởi mở tâm tư. Nhớ kỹ nghe. Giống như chúng ta quán thù ai, hay hận thù ai, hay quan gia quán thù mình, hay nghiệp phá thai, những thai nhi muốn báo thù mình, thì cái đặc biệt nhất mà để quá giải nghiệp là chia sẻ Phật pháp. Giống như hai người thù nhau, có người đức hạnh họ giải thích cho mình nghe về cái quán thù,
thì mình buông xuống, mình không thù nữa thôi. Thì bây giờ Hương Linh Thai Nhi theo báo thù, cũng nhờ những bài giảng Phật Pháp mà Hương Linh Thai Nhi không muốn báo thù. Mà khi không muốn báo thù thì tự nhiên Hương Linh Thai Nhi người ta tù, hoặc Quán Thân Trái Chủ đi theo mình bao nhiêu đời kiếp, nhưng mà ta nghe bài Phật Pháp ta buông cái tâm hận thù. Vì người ta thấy được cái hận thù đời đời kiếp kiếp chói buộc khổ đau đọa lạc, thì tự nhiên ta nhận thức được cái, người ta buông cái tâm hận thù ra. Nên trong nhà Phật có câu nói rất hay là quan gia nên giải không nên kết, là tâm báo thù nên cỡ mở ra. Quá giải cái tâm báo thù tốt hơn là quán kết, quán kết khổ đau. Nên mình về chùa mình tu tập, mình nghe Pháp á, là nó phát triển về mặt tâm linh, nó cỡ mở tâm tư. Trong đây rất nhiều phụ nữ mang nghiệp phá thai nè, mà cái nghiệp phá thai này nó đáng sợ lắm. Cái nghiệp phá thai nó làm cho bệnh hoạn, rồi gia đình lộn xộn lu bu, rồi con cái bất hiếu ngỗ nghịch, trợn mắt, kênh, nghinh bặt, chửi mắng mình. Nghiệp phá thai nó vậy đó. Tại vì đứa con sinh ra mà cái đứa mà nó báo ơn với mình, mà mình không sinh mà mình lại sanh cái đứa báo oán. Ví dụ như cái đứa mà báo ơn đến mình giết nó đi thì thành báo oán, thì nó sanh ra là đứa báo oán. Nên từ nơi đó mà oán thù trong gia đình mình nó lộn xộn lu bu. Nên có nhiều người hỏi Nhân Đức, địa ngục ở đâu thầy? Nhân Đức nói trong nhà bếp mình á. Sát sanh hại vật, chiên gà, cắt cổ gà làm sao, chiên cá làm sao, chặt đầu cá làm sao, đập đầu cá làm sao, vì sát sanh làm sao thì địa ngục là ở chỗ đó đó. Vì hãy nhìn đi, ví dụ như con cá lóc nó đang dãy dãy vì lấy cái cây đập đầu cái bóp, dãy máu xịt ra. Con gà đang sống vì đạp hai cái chân, đạp hai cái cánh, vì nhổ lông ở chân cần cổ, vì lấy cái dao ra, ọt ẹt ọt ẹt ọt ẹt. Con gà kêu quát 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 quát, ọt ẹt ọt ẹt, máu xịt 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 ra. Vì thấy không, thì chúng ta giết chúng sanh vậy thì chúng ta sẽ bị đọa vô địa ngục, người ta cắt cổ mình vậy thôi. Còn có những người chiên cá chiên xù, con cá đang sống gì bắt nguyên cái chảo nóng lên, bỏ con cá vào chiên xù xù dậy lên, thì mình bị người ta bỏ vô chảo dầu địa ngục đó quý vị. Nên địa ngục là ngay cái nhà bếp, mình hãy nhìn ra đi. Nên vì về chùa vị nghe gì rồi vị động cái tâm từ vị lên để vị tập ăn chay trường đi quý vị. Đừng có sợ ăn chay mà thiếu chất dinh dưỡng. Thì coi những đức có thiếu chất dinh dưỡng không? Những đức nó thật sự dư đủ chất, đầy đủ các chất, đến nỗi là năng lượng cũng dư, mà niềm vui cũng dư, mà thịt cũng dư, mỡ cũng dư, da cũng dư, sắc diện cũng hồng hào, không? Rồi đầu óc tỉnh táo, nó dư mọi mặt. Đừng có sợ ăn chay thiếu chất. Ăn chay là nó trưởng dưỡng lòng từ nghe quý vị. Nó nghe gì rồi đó, thì từ người còn sống á, cũng nên hóa giải cái tâm báo thù. Mà người chết quan gia trái chủ cũng hóa giải tâm báo thù. Mà Hương Linh Thai Nhi cũng hóa giải cái tâm báo thù. Nó rồi mỗi từng cúng thiết thực gì nè, quý vị được hưởng tài thọ thực. Thích ở chùa thì ở đây tu. Chùa ngày nào cũng cúng thiết thực, rồi thêm ngày nào cũng nghe Pháp vui vẻ, thì quý vị ở đây tu tập đi. Hương Linh Thai Nhi ở đây tu đi các con. Quán Thân Trái Chủ ở đây tu đi. Mà ở đây tu chứ đừng quýnh lộn nghe. Thấy không? Ở đây tu cho đàng hoàng đi. Niệm Phật để Phật A Đà tiếp dẫn vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị và tất cả chúng sanh ở quả địa cầu này, cầu nguyện cho quý vị bình an. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và Hương Linh Thai Nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan, chết ức, chết vì việc tự tử hoặc chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư hương linh. Nguyện thần thức quý vị sáng suốt tỉnh táo, nương vào bổn nguyện niệm Phật, buông cái tâm hận thù đòi nợ, phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, thử thực biến thập phương nhất tiết Phật tự cộng. Nguyện dị thử công đức vô cập mư nhất tiết, ngà đặng dư Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đăng hữu tình chung, ngã kim thi như cung, thử thực biến thập phương
nhất thiết hữu tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhật thiệt, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung, ngã kim thí nhự cung, thử thực biến thập phương, nhất thiết cô hồn công. Nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhật thiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mục lục lăng ta bà ha, án mục lũng lăng ta bà ha, án nga nga nắng tam bà và việc nhật ra hồng. Án nga nga nắng tam bà việc nhật ra hồng, tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu giả đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. À, có cái cô kia có nói là thầy ơi, sao con nghe thầy niệm A Di Đà Phật mà sao A Di Đà Phật vậy? Cái tâm mình là Phật quý vị, tại cái tiếng bây giờ niệm thì nó phải xuôi câu, ha. Đừng có nặng nề chỗ đó, chỉ cần chúng ta niệm tâm mình là Phật là được rồi, ha. Này quan trọng. À, giờ chúng ta làm lễ phóng sanh. Chùa mình nhiều cháu nhỏ về chùa ngoan lắm quý vị, dễ thương lắm. Mấy bé nít đây, đứa nào cũng dễ thương chứ. Chúng ta cho một chàng pháo tay các bé nhỏ chùa mình đi. Ngoan, dễ thương, nghe không? Biết nghe lời ba mẹ rồi lo học hành đàng hoàng. Đứa nào mà ăn chậm là phải siêng ăn vô, không có được ngậm trong miệng hoài, nghe. Bé nào mà ăn mà ngậm trong miệng là thầy Đức mới thương đâu, nghe không?
chút sữa này nè, cúng xong á, gia trì hồi nãy giờ rồi, giờ cho mấy đứa nhỏ này uống cho nó khôn, nó thông minh lên mới được. Thấy chưa, sữa này nè, sữa cúng đĩa thực này nè, là nít uống ngon lắm á. Mấy đứa nào mà eo ọt khó nuôi, bệnh hoạn rồi đó, mong mà cúng kiến xong này cho nó uống vô nó mập lù lên, hiểu không? Ăn ngon ngủ yên, mau lớn lên. Với các bé về chùa này ngoan, thông minh dữ lắm. Nó nên các con phải dễ thương đó, nghe không? Có đứa bé nhỏ kia nghe, mà mẹ nó mà sanh hai đứa con ra, nó bệnh cái nghiệp lạ kỳ lắm mấy vị ơi. Nó bứt tóc suốt luôn, nó bứt giết ruột chuỗi một bên luôn gái. Rồi nó ngậm tay nè, nó ngậm ngón tay gì nè. Rồi tự nhiên á, đi lợi những đức nói nè, con mà ngậm ngón tay là cái ngón tay này sanh ra con sâu, con sâu chui vô bụng. Nói đúng một câu một, từ đó về sau nghỉ bứt tóc, nghỉ ngậm ngón tay luôn. Nó đứa bé nào ở đây mà ngậm ngón tay nghe là lòi ra con sâu, và con sâu này sẽ chui vô bụng mình, nó bỏ không có được ngậm ngón tay. Còn đứa nào ăn cơm mà ngậm hoài không nuốt là ngậm ra con sâu, nuốt vô bụng, chui vô bụng mình, ghê lắm. Nên tuyệt đối ăn phải nhai liền nghe các con, ngoan nghe chưa. Đó nên... bây giờ làm lễ phóng sanh, cái công đức phóng sanh này lớn nha quý vị. Ai bệnh đau ung thư nè, thất tình nè, thất nghiệp nè, thất thoát tùm lum, hiểu không? Rồi có những cô thiếu thốn tứ tung, giờ về lỡ đây nghe pháp cũng đi thực phóng sanh, những đức nguyện tam bảo gia hộ cho mấy cô đầy đủ lên, hiểu không? Vui đầy đủ liền à, nghe đừng có buồn, buồn là nó thiếu tùm lum đó, buồn là thiếu đó, không phải giỡn đâu. Có cái bà kia, bà đi đến chùa, bà nói hồi đó đi đến chùa ai cũng kêu con trai, mà con không có thích người ta kêu con trai, tại con là con gái. Bởi vì chùa bà nghe những đức giảng pháp, bởi vì bà ăn chay, bà niệm Phật, bà an lạc, bây giờ bà thành con gái. Bà giống con gái là quý vị, hiểu rồi đó, nghe nói là hiểu. Nghe chưa? Nên đây cái niệm Phật ăn chay phóng sanh nó quan trọng. Nghe không? Bây giờ chúng ta đọc tam quy y, xong mình niệm Phật nghe, niệm Phật cho lớn lên nghe, vỗ tay cho lớn lên mà hả miệng vừa vừa thôi. Bây giờ con chim nó vớt cụ Phật rồi, cái miệng vô cái bà đã cho đức giảng nghe chưa. Bây giờ đọc tam quy y. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim mấy vị ơi. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.